Xin phép Quốc hội chúng ta tiếp tục làm việc chương trình buổi chiều nay. Trước khi Bộ trưởng trả lời, tôi xin mời một số đại biểu có đăng ký tranh luận. Bộ trưởng sẽ kết hợp trả lời cùng với 4 cái nội dung mà sáng nay một số đại biểu cũng đã đặt ra. Trước hết xin mời đại biểu Q23 Nguyễn Thị Xuân, đoàn Đắk Lắk, phát biểu và tranh luận. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa Quốc hội, trước hết là xin cảm ơn Bộ trưởng sáng nay đã đề cập đến đề án 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tuy nhiên thì trả lời của Bộ trưởng thì cũng chưa được rõ lắm nên là nhiều cử tri cũng rất là quan tâm đến vấn đề này. Với đặc thù Việt Nam là một cái nước nông nghiệp, địa bàn nông thôn là chủ yếu và cái sức nóng của thị trường lao động nông thôn luôn là cái vấn đề mang tính thời sự. Trăn trở vấn đề này thì Chính phủ đã đặc biệt quan tâm và dành riêng cho lao động nông thôn một đề án vô cùng ý nghĩa, vô cùng thiết thực, và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của đề án 1956 này. Có thể nói đây là đề án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay để giải bài toán về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lớn từ về cái vấn đề quan điểm, mục tiêu, chính sách, giải pháp và đặc biệt là cái nguồn kinh phí, cơ chế tài chính của đề án này. Và nhiều cử tri thì cũng rất là quan tâm, muốn nghe Bộ trưởng trả lời thấu đáo rõ ràng hơn về vấn đề này. Vì vậy, tôi đề nghị được Bộ trưởng nêu rõ để đại biểu và cử tri thấy được kết quả triển khai đề án này như thế nào. Nhất là đánh giá hiệu quả mang lại và nguồn kinh phí đã chi cho đề án. Cử tri cũng băn khoăn là liệu cái kinh phí đề án này có bị thất thoát hay bị lãng phí hay không, khi kết quả thực hiện đề án chưa được như kỳ vọng và chưa được như mong chờ của người dân nông thôn. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Tô Bích Châu, F21, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tranh luận. Kính thưa Chủ tịch Quốc hội, khi sáng thì tôi không có dơ bản tranh luận, nhưng được phép của Chủ tịch Quốc hội thì tôi cũng xin cung cấp thêm thông tin cho đồng chí Bộ trưởng. Đồng chí Bộ trưởng đã nói là lao động Việt Nam thiếu kỹ năng lao động nên năng suất lao động không cao. Điều này thì tôi thấy đúng, nhưng mà một trong những nguyên nhân là chúng ta chưa phát huy hết nguồn lực, lãng phí rất là nhiều. Tôi ví dụ đó là hàng năm chúng ta có hàng chục ngàn thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Đây là lực lượng lao động tốt và được đào tạo bài bản. Chúng ta có một lực lượng lao động có tay nghề, có kỹ năng nếu phối hợp tốt với Bộ Quốc phòng. 2 năm trong quân ngũ thì các cháu được rèn luyện rất tốt những kỹ năng cơ bản. Đó là tính phối hợp, tính kỷ luật, có sức khỏe và khả năng phối hợp cũng như là tính chịu áp lực cao rất tốt. Tuy nhiên là việc này thì hiện nay chúng ta chưa được quan tâm. Nó cũng là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Tuy nhiên cái sự phối hợp và tính chủ động của Bộ Lao động với Bộ Quốc phòng cũng trong này chúng ta cũng phải thấy trách nhiệm để phát huy cái lực lượng lao động có tay nghề, có sức khỏe và 2 năm trong quân ngũ thì được quân đội rèn luyện rất tốt, nhưng chúng ta cũng chưa phát huy được. Các cháu về thì học nghề ở quân đội thì cũng chưa nhiều. Thứ hai là cũng chưa phát huy được lực lượng lao động ở đây để đào tạo có tay nghề, làm sao để đảm bảo được cái năng suất mà chúng ta yêu cầu. Do đó thì đề nghị Bộ Lao động cũng phối hợp với Bộ Quốc phòng để phát huy cái lực lượng lao động ở lĩnh vực này. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu D16 Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Hải Dương, phát biểu tranh luận. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi cảm ơn Bộ trưởng đã trả lời câu hỏi của tôi vào cuối buổi sáng nay. Cái lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, thì cũng là một cái lĩnh vực được rất nhiều các đại biểu Quốc hội quan tâm. Tuy nhiên, vấn đề tôi quan tâm là nguồn nhân lực nghiên cứu và phát triển, trong tiếng Anh viết tắt gọi là R&D, trong doanh nghiệp. Qua theo dõi cho thấy thì hiện nay hàng loạt các tập đoàn công nghệ lớn của thế giới như là Samsung, LG, Intel, Panasonic hay là Bosch đã và đang có kế hoạch thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam. Và các cái dự án R&D tại Việt Nam đang gia tăng cả về số lượng và quy mô. Vấn đề đặt ra là Việt Nam có đủ nguồn nhân lực chất lượng cao cho những trung tâm R&D này không?
Hiện số liệu về nguồn nhân lực I&D thuộc khu vực doanh nghiệp chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với yêu cầu đặt ra. Việt Nam hiện nay theo sách trắng công bố thì có 15,17%, trong đó các nước như Đức là 63,6%, Hàn Quốc là 77%. Tôi cho rằng nếu có những cơ chế chính sách đột phá đối với nguồn nhân lực này thì Việt Nam sớm có thể làm chủ các cái công nghệ lõi, các cái công nghệ nền tảng và từ đó thì nâng cao cái năng lực ngành công nghệ nói chung tại Việt Nam. Do vậy tôi đề nghị Bộ trưởng làm rõ hơn cái vấn đề mà tôi quan tâm. Xin cảm ơn Bộ trưởng, cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Trương Trọng Nghĩa 21 nêu câu hỏi trình luận. Kính thưa Quốc hội, tôi xin có một cái câu tranh luận với cái ý kiến về của Bộ trưởng khi sáng nói về việc là chúng ta lâu nay không xử lý được cái tình trạng nợ bảo hiểm. Cái tình trạng này hết sức nghiêm trọng và nó kéo dài. Và như cái VTV, cái báo VTV điện tử đưa đó, nợ đóng bảo hiểm xã hội từ một tháng trở lên là 2,79 triệu người, chiếm hơn 17% tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, và tổng số nợ lên đến hơn 14.000 tỷ đồng, và có 213.000 người là nợ khó thu hồi. Tôi hết sức ngạc nhiên về điều này, và nhân đây tôi cũng xin đề nghị là Viện Kiểm sát, cơ quan điều tra cũng như là tòa án và đặc biệt là Ủy ban Tư pháp Quốc hội nhập cuộc vào việc này. Là một cái người công tác pháp luật mấy chục năm và là một luật sư, thì qua cái quan sát của tôi tin rằng là không thể nói rằng không có cơ sở pháp lý để xử lý hình sự một số trường hợp hay là rất nhiều trường hợp trốn đóng và là chiếm dụng cái tiền bảo hiểm xã hội, vì tiền đó anh đã trừ vào lương của người lao động và hậu quả của nó là rất nghiêm trọng cho những người lao động. Tôi cho rằng là có hoàn toàn có cơ sở để giải quyết, kể cả giải quyết và trách nhiệm hình sự. Và trong này chúng ta cũng phải xem lại trách nhiệm của cơ quan mà giám sát. Khi anh nói dưới một tháng thì anh để, trên ba tháng thì anh vẫn không làm gì, đến sáu tháng, đến một năm, đến mười năm. Có những trường hợp từ 2011 như Haproximex, như là báo BTV đăng, từ 2011 đến nay nợ bảo hiểm xã hội cho hơn 400 người vẫn không làm gì được. Thì tôi cho là không, chúng ta không thể bất lực như vậy. Và cái hệ thống pháp luật của chúng ta hiện nay cũng không thể nào mà nói rằng là bất lực để không xử lý được tình trạng này. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu. Để xin mời Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói thêm về cái nhân lực cho các ngành trí tuệ nhân tạo và nhân lực chất lượng cao trong cái bối cảnh công nghiệp 4.0. Sau khi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu, Phó Thủ tướng chỉ có 5 phút thôi ạ. Và Bộ trưởng thì sẽ kết hợp trả lời và nói thêm một số nội dung mà đại biểu tranh luận. Còn vấn đề gì mà Bộ trưởng thấy rằng cần để cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trả lời trong cái cuối cái phiên chất vấn thì đại biểu cũng sẽ nêu, nhất là những vấn đề liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội. Xin mời Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Kính thưa công chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, đồng chí lãnh đạo Quốc hội, kính thưa các quý vị đại biểu Quốc hội, kính thưa cử tri và nhân dân cả nước. Trước tiên, tôi xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội. Trong một buổi sáng hôm nay đã có trên 40 lượt trao đổi, có đặt ra những câu hỏi chất vấn và đồng thời có những ý kiến phản hồi trao luận hết sức sôi nổi, tập trung một vấn đề hết sức quan trọng và hệ trọng của đất nước. Trong cái bối cảnh hiện nay, đặc biệt là sau đại dịch Covid và cũng như thời điểm có tính lịch sử của thế giới, đó là thế giới đang phải thích ứng sau đại dịch, giai đoạn bình thường mới, hay là chuyển đổi kinh tế sang một hướng mới, hướng kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp và kinh tế tuần hoàn. Các câu hỏi của các đại biểu thì tập trung vào vấn đề phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Tôi xin được trong 5 phút thì đề cập mấy vấn đề sau. Cái thứ nhất, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thì như vậy là trong thời gian tới, từ cái góc độ về các cái quan điểm tư duy và chủ trương thì chúng ta sẽ rà soát lại từ cái vấn đề liên quan đến chính sách tăng trưởng xanh của đất nước, rồi chính sách quan đến các vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ. Tất cả những vấn đề này có liên quan rất mật thiết đến một yếu tố quan trọng, một trong ba đột phá, đó là vấn đề phát triển nguồn nhân lực, đó là lực lượng chủ yếu, đó là cái nguồn tài nguyên mới, và nhân tài chính là động lực mới cho phát triển.
Từ góc độ này thì tôi muốn nhấn mạnh là R&D là hết sức quan trọng. Và Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm và đã dành những cái cơ chế như là thành lập các cái quỹ R&D. Nhưng rất tiếc cho đến nay thì cái việc mà như các đại biểu nói là rất chính xác, năng suất lao động chúng ta chưa đạt được cái tính bứt phá. Cái thứ hai nữa là R&D trong khu vực doanh nghiệp là phải chủ yếu, thì doanh nghiệp chúng ta mới chiếm được trên 15%, trong khi đó là các doanh nghiệp khối OECD là chiếm đến trên 50%, và châu Âu là 56,3%. Cái điều này nói lên là nó phải có tập trung cho cái vấn đề nghiên cứu và tập trung cho vấn đề đổi mới sáng tạo. Và trong đó cái nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực nghiên cứu trong các cái kết nối có tính liên thông từ giáo dục phổ thông cho đến giáo dục trung cấp, cho đến là cao đẳng, cho đến đại học và cho đến cao học và cho đến giáo sư tiến sĩ. Thì cái vấn đề này nó đòi hỏi sự kết nối liên thông giữa cái vấn đề nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ và nghiên cứu triển khai. Và trong đó thì vấn đề đào tạo nó cần phải có sự phân bổ một cách nguồn lực để chúng ta tập trung đào tạo cho các cái vấn đề này. Và đặc biệt là đối với doanh nghiệp thì vấn đề nghiên cứu hiện nay là đóng vai trò cực kỳ quan trọng, bởi vì cái cạnh tranh hiện nay ấy, trong cái chuyển đổi thì nó phải tập trung vào vấn đề lĩnh vực công nghệ. Và công nghệ ở đây thì phải tập trung những công nghệ như là công nghệ về trí tuệ nhân tạo, blockchain, công nghệ liên quan đến dược sinh học, các công nghệ liên quan đến kết nối vạn vật và công nghệ liên quan đến máy tính và lượng tử. Và rất nhiều công nghệ về năng lượng mới trong đổi mới sáng tạo liên quan đến năng lượng tái tạo. Và đây chính là một cái tiềm năng mà chúng ta có thể tạo ra công ăn việc làm mới, tạo ra những ngành nghề mới. Nhưng cái xuất phát điểm nó phải xuất phát từ cái vấn đề liên quan con người, liên quan đến nguồn lực. Và từ góc độ này tôi xin khẳng định là những vấn đề mà các đại biểu Trần Văn Tiến, Nguyễn Ngọc Sơn và nhiều đại biểu nói thì tôi hoàn toàn đồng tình. Tức là cái khâu đột phá, chúng ta đã xác định một trong ba khâu đột phá là chúng ta phải thực hiện bằng được thông qua vấn đề về các chủ trương của Đảng, rồi thông qua các cái chiến lược và quy hoạch, và đặc biệt là thông qua các vấn đề về pháp lý. Thì trong thời gian sắp tới, nếu chúng ta thay đổi được những vấn đề mang tính chất chủ trương tư duy mới này, và chúng ta đổi mới từ chủ trương để phát triển đất nước theo một mô hình mà hiện nay mà thế giới đang thay đổi, thì Việt Nam có thể đi sau nhưng có thể đón đầu, đặc biệt là trong vấn đề chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng. Xin được báo cáo Quốc hội và cử tri. Xin hết. Cảm ơn Bộ trưởng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Đại biểu Mai Khanh 101 đăng ký tranh luận nhưng thời gian hết, xin đại biểu thông cảm. Xin mời Bộ trưởng trả lời các cái câu hỏi cũng như cái phần tranh luận của các đại biểu. Kính thưa Quốc hội, tôi xin báo cáo thêm mấy câu và trả lời mấy câu hỏi của đại biểu. Bộ trưởng cố gắng nói gọn lại trong khoảng 10 phút thôi. Trước hết là câu hỏi của đại biểu Dương Khắc Mai về cái quan điểm chủ trương đầu tư để mà nâng cao chất lượng giáo dục tạo nghề nghiệp, đặc biệt là các cái giải pháp căn cơ. Thì trong chỉ thị 21 cũng như là trong cái nghị quyết của Chính phủ cũng đã đề cập vấn đề rất rõ, chúng ta thời gian tới phải thực sự đầu tư, tập trung đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng lĩnh vực này để góp phần vừa là đào tạo nguồn nhân lực nói chung, nhưng mà nhất là nhân lực chất lượng cao và những người mà có kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu, và đồng thời là nâng cao năng lực cạnh tranh mà hài hòa giữa cái đào tạo thợ với thầy, nó cân đối trong cái quy mô đào tạo chung của đất nước. Về giải pháp thì có 9 cái giải pháp rất căn bản. Trước hết là phải tập trung chuyển biến, làm chuyển biến cái nhận thức của người học, của gia đình và xã hội về ý nghĩa của học nghề, cũng như là vấn đề yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp để tiếp cận những công việc mới, nâng cao thu nhập và cũng là liên thông học suốt đời. Cái thứ hai nữa là phải rà soát, bổ sung toàn bộ hệ thống các cái chính sách, quy định pháp luật để mà về giáo dục nghề nghiệp, gắn cái giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động theo hướng mở, liên thông, và đặc biệt là thực hiện một cái chủ trương mà luật giáo dục nghề nghiệp đã cho phép, tức là học văn hóa trong trường nghề, cùng một lúc học cả văn hóa lẫn trường nghề. Theo tinh thần đó, để người ra trường có thể có cả bằng cấp nghề lẫn bằng trung học, đảm bảo được yêu cầu của quy định, vừa là quy định luật giáo dục nghề nghiệp, vừa là luật giáo dục chung. Thứ tư đó là đẩy nhanh cái lộ trình phổ cập nghề cho thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn. Và riêng ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế một chính sách dành riêng đào tạo nghề cho thanh niên miền núi, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Để riêng cụ thể như vậy. Rồi sắp xếp lại hệ thống giáo dục
nghề nghiệp. Trước mắt là các địa phương thì rà soát theo tinh thần 19, không khuyên cưỡng, nhưng mà sắp xếp theo tinh thần là đi theo lộ trình 19, từng năm mỗi năm giảm dần 20% theo các quy định, theo các tiêu chí và do nghị quyết 19 đặt ra. Còn riêng về sắp xếp các trường nghề, toàn bộ các bộ ngành, đoàn thể thì thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính. Thứ 7 là đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp thích ứng yêu cầu đổi mới. Thứ 8 là nâng cao cái hiệu quả liên kết hợp tác đào tạo nghề với doanh nghiệp. Đây là một nội dung có thể nói là đột phá trong thời gian tới. Và kinh nghiệm các nước phát triển trong giáo dục nghề nghiệp, nhất là Đức và Úc cũng như là Nhật Bản, thì thành công chính là lĩnh vực này. Và cuối cùng ấy, là đẩy mạnh cái hợp tác công tư, lấy cái đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư theo tinh thần đó và gắn với hợp tác quốc tế. Xin báo cáo như vậy. Về câu hỏi của đại biểu Trần Văn Tiến, Vĩnh Phúc, thì đối với tốc độ năng suất lao động, đây là một trong hai cái chỉ tiêu vừa qua chúng ta không đạt. Và tôi sáng nay cũng đã báo cáo những cái khái quát nhất liên quan lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và nhân lực. Riêng câu hỏi này thì xin Chủ tịch cho phép các ông chí Phó Thủ tướng trong cái chương trình chất vấn, thì đây là vấn đề rất hệ trọng của quốc gia. Tôi xin nói thêm vấn đề đó. Về tại sao câu hỏi thứ hai đấy, là đại biểu hỏi là cái tiền thuê nhà, hỗ trợ thuê nhà không sử dụng hết phải trả. Thì tôi nói báo cáo lại thế này, không phải thế. Mà trong chương trình nghị quyết 43 về phục hồi lao động việc làm và thu hút người lao động quay trở lại thị trường lao động, thì Quốc hội cho phép là sử dụng tối đa là 6.800 tỷ để hỗ trợ nhà ở cho người lao động. Và trên thực tiễn thì sau khi Quốc hội có chủ trương thì Chính phủ đã có quyết định 08 đưa ra tiêu chí phân bổ cụ thể. Và kết quả chúng tôi bám sát đúng tiêu chí, đúng mục tiêu, đúng đối tượng thì sử dụng hết 4.500 tỷ. Như vậy, và đến giờ này thì tất cả các đối tượng thuộc diện đó đều đã được nhận tiền và được cấp tiền theo quy định. Như vậy thì còn lại là 2.300 tỷ thì chúng tôi đã không sử dụng hết và không đúng mục tiêu thì chúng tôi có trách nhiệm để hoàn trả lại theo ngân sách. Và chúng tôi sẽ đề xuất sử dụng 2.300 tỷ này vào các chính sách khác cũng phục vụ người lao động. Và còn chính sách gì thì thẩm quyền quyết định của Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Xin báo cáo như vậy. Đại biểu Nguyễn Hải Anh, Đồng Tháp thì có nêu về vấn đề làm sao để đảm bảo quyền lợi cho người Việt Nam đi lao động nước ngoài mà chúng ta chưa ký hiệp định đóng bảo hiểm không hai lần. Thì đây là câu chuyện liên kết giữa các nước và có sự thỏa thuận, hiệp ước thỏa thuận giữa các nước với nhau. Đối với Nhật Bản thì chúng tôi đã đàm phán tới vòng thứ 5 rồi, nhưng mà hiện nay cũng chưa thành công. Đối với Hàn Quốc thì chúng ta đã thành công cái hiệp định song phương hai quốc gia. Và trong chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội thì chúng tôi đã được Thủ tướng ủy quyền là ký nghị quyết 60, ký cái hiệp định giữa hai quốc gia. Và Chính phủ đã ban hành nghị quyết 60 phê duyệt hiệp định. Như vậy, đối với Hàn Quốc bây giờ người lao động cả Hàn Quốc và Việt Nam không phải đóng bảo hiểm hai lần. Theo tinh thần đó, người Hàn Quốc sang Việt Nam lao động thì đóng bảo hiểm tại Việt Nam, sau đó hoàn trả lại, khi về nước thì hoàn trả lại. Và người Việt Nam lao động ở Hàn Quốc cũng như vậy. Thì tinh thần thì báo cáo lại với Quốc hội như vậy. Còn hiện nay đấy thì cũng không hoàn toàn là người lao động phải đóng hai cái bảo hiểm đâu ạ. Thì tinh thần thế này, người lao động Việt Nam thường chỉ tham gia hai loại bảo hiểm là bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn rủi ro thương tật, chứ không phải tham gia bảo hiểm tử tuất, bảo hiểm thất nghiệp cả hai quốc gia. Chúng ta về nguyên tắc chúng ta đã khi mà hiệp định là chúng ta đã ký bảo lưu vấn đề này. Thì khi mà đối với tháng 10 này, khi sửa luật bảo hiểm, thì những vấn đề hiện nay như ví dụ Hàn Quốc, Nhật Bản, thì chúng ta đã ký song phương với nhau. Nhưng mà chỉ khi nào được pháp luật bảo hiểm Việt Nam thừa nhận điều đó, thì sẽ có hiệu lực thực thi của hai nước. Còn phía bạn thì đã đồng ý rồi. Thì tinh thần như vậy, thì bây giờ phải chờ luật bảo hiểm tháng 10 này Quốc hội cho sửa, thì chúng ta chính thức có hiệu lực. Thì tinh thần sẽ báo cáo như vậy. Về đại biểu Đỗ Chí Nghĩa của Phú Yên băn khoăn là cái chỉ thị 21, tức là đặt ra chỉ tiêu là 50-55% học sinh trung học và học sinh trường và các trường nghề, thì cái này là chỉ tiêu này khó. Thứ hai là đại biểu có hỏi là vấn đề phân công như thế, liên thông như thế nó có phù hợp không.
tức là nói tóm lại là để Bộ Lao động làm việc cái việc này có phù hợp hay không, tại sao không đưa Bộ Giáo dục, ví dụ tôi xin báo cáo lại thế này. Trong mục tiêu của chúng ta đấy, mục tiêu của Chính phủ và Quốc hội đang đặt ra là đến năm 2025, hết năm 25 thì chúng ta đang phấn đấu chỉ tiêu học sinh phổ thông để mà phân luồng đạt được khoảng 40-45% và học nghề, và định hướng chiến lược đến năm 2030 thì đạt chỉ tiêu là 50-55%. Đây là chỉ tiêu rất cao và rất khó nhưng cũng rất vô cùng quan trọng, tôi nói như thế. Và để đạt được chỉ tiêu này đấy thì trong chỉ thị cũng đã nêu rất rõ các giải pháp. Việc này thì báo cáo lại thế này, phân luồng không phải bây giờ mới làm. Chỉ thị 10 của Ban Bí thư cách đây 20 năm đã đều nêu vấn đề này rồi và đã đặt ra chỉ tiêu 30%, nhưng hiện nay chúng ta đạt được khoảng hơn 20%, 26%, mà đã là cố gắng rất cao rồi. Nhưng mà phấn đấu cái cao này đấy thì thực sự chưa xứng với tiềm năng, và cũng chưa, chúng ta hoàn toàn có thể làm cao hơn. Đây là chủ yếu do khâu tổ chức thực hiện. Ở đây thì báo cáo thế này, chúng tôi cho rằng phân luồng ấy, học sinh vào thì nhằm cái thực hiện cái mục tiêu kép, vừa thực hiện cái đào tạo người thợ để cân đối giữa đào tạo thợ với thầy, điều chỉnh quy mô đào tạo. Thứ hai là gắn với thị trường lao động linh hoạt mà vẫn đạt mục tiêu liên thông học tập suốt đời cho người lao động. Thì những vấn đề này đã được đặt ra. Còn việc phân luồng như thế nào thì báo cáo lại thế này, đòi hỏi cái sự phối hợp rất chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bởi vì trong quy định Bộ Giáo dục và ngành giáo dục được giao chủ trì việc phân luồng. Tôi báo cáo như vậy. Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì có trách nhiệm chuẩn bị đầu ra, tiếp nhận học sinh để khi vào thì đào tạo ngay. Theo tinh thần đó. Thế thì như vậy nhìn lại năng lực của hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện nay có khả năng đảm đương được khoảng 3 triệu người. Tôi cho như vậy. Thì xin báo cáo lại với đại biểu như vậy. Thế và chỉ tiêu này trong giải pháp, trong các giải pháp thì cũng đã đề ra một giải pháp đào tạo theo mô hình CoSen và đào tạo 9 cộng. Tức là học sinh cơ sở có thể vào ngay trường nghề, học lớp 9 xong vào ngay trường nghề, hoặc là tốt nghiệp phổ thông vào trường nghề theo tinh thần đó. Sau học, các em có thể học liên thông tiếp. Theo tinh thần đó thì nếu với một cái quyết tâm, một cách làm như vậy, chúng ta hoàn toàn đạt được. Còn báo cáo lại với đại biểu, chúng ta qua hiện nay là sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp thì trải qua 58 năm, trong đó 10 năm thì trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng Quản lý, 10 năm ở lĩnh vực Bộ Giáo dục Quản lý, còn lại như vậy khoảng trên 30 năm thì thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội Quản lý. Quan trọng nhất theo chúng tôi là quản lý nhà nước ở đâu thì thống nhất một đầu mối thì thực hiện theo quy định pháp luật. Và thẩm quyền của Chính phủ khóa 14 thì Chính phủ đã bàn vấn đề rất kỹ và đã quyết định phân công. Tôi cho rằng quan trọng nhất, ai đảm nhận có hiệu quả thì giao. Cái gì làm tốt hơn, công việc ở đâu làm tốt hơn thì giao. Không của anh của tôi, vì lợi ích của đất nước và đặc biệt là cho giới trẻ. Thì xin báo cáo lại với Quốc hội như vậy. Còn ý kiến của đại biểu Tô Bích Châu, chúng tôi tiếp thu. Về đối với bộ đội xuất ngũ và lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta không phải không có chính sách. Riêng tất cả các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự đều được cấp một thẻ học nghề miễn phí và có những chính sách riêng. Tuy nhiên thì đại biểu nêu vấn đề này, chúng tôi sẽ đặc biệt quan tâm, có thể có những cái giải pháp bàn kỹ với Bộ Quốc phòng và Công an. Gọn vào mấy cái tranh luận của các đại biểu. Vâng. Thế còn đại biểu Trương Trọng Nghĩa thì chúng tôi thấy rằng hoàn toàn đúng rồi. Và đây cũng là rất là mong muốn của chúng tôi. Và tôi được biết, báo cáo lại như thế này, cách đây một tháng chúng tôi cũng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản phân công cho một cơ quan chức năng chủ trì vấn đề này. Và chúng tôi hy vọng là cơ quan đó sẽ thực hiện tốt công việc mà tiến tới chúng ta xử lý một cách vi phạm, một cách bài bản, căn cơ, đúng quy định pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin phép Quốc hội cho dừng cái phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ở đây. Kính thưa Quốc hội, trong buổi sáng và đầu giờ chiều nay thì Quốc hội đã tiến hành chất vấn đối với lĩnh vực
Lao động và Việc làm mà thuộc cái trách nhiệm quản lý của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung, tham gia báo cáo giải trình làm rõ thêm một số vấn đề thì có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Tại phiên họp này đã có 99 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn. Đây là một số lượng đông rất là kỷ lục, thể hiện cái sự quan tâm sâu sắc của đại biểu Quốc hội cũng như là cử tri và nhân dân đối với cái lĩnh vực lao động việc làm rất là quan trọng. Trong đó đã có 46 đại biểu tham gia chất vấn, bao gồm 35 người là trực tiếp đặt câu hỏi chất vấn và 11 vị đại biểu Quốc hội là tham gia tranh luận. Còn 54 đại biểu đăng ký nhưng chưa được đặt câu hỏi do hết thời gian. Và một đại biểu tranh luận nữa cũng không đủ thời gian. Đề nghị các vị đại biểu gửi câu hỏi đến Bộ trưởng để được trả lời bằng văn bản theo quy định. Kính thưa Quốc hội, phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi. Đại biểu đăng ký chất vấn và đặt câu hỏi thì rất là ngắn gọn, trách nhiệm, thẳng thắn và đi thẳng vào vấn đề mà người dân, cử tri và doanh nghiệp đang rất quan tâm. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong nhiệm kỳ thứ hai thì phải nói là có rất nhiều kinh nghiệm trong cái quản lý nhà nước và đặc biệt là cũng rất thành thạo trong cái khâu là đăng đàn chất vấn rồi. Vì vậy đã nắm chắc rất là chắc các quy định của Đảng và nhà nước cũng như tình hình thực trạng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ và đã trả lời đúng trọng tâm, giải trình đầy đủ thỏa đáng các vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu, đồng thời cũng đề xuất được nhiều giải pháp và cam kết với Quốc hội cả về việc hoàn thiện các cái thể chế chính sách pháp luật cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện những cái nội dung mà thuộc lĩnh vực trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ. Qua báo cáo của Chính phủ và diễn biến tại phiên họp cho thấy Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã có rất nhiều nỗ lực và cố gắng trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và triển khai thực hiện các cái kết luận, kiến nghị tại các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề có liên quan và đạt được rất nhiều kết quả tích cực như trong báo cáo đã gửi đại biểu cũng như đã nêu trong cái phần trả lời chất vấn. Ví dụ như cho đến nay cũng đã hoàn thiện, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, thể chế pháp luật về lao động và việc làm và có nhiều cái giải pháp để phát triển cái thị trường lao động và đặc biệt đấy, Bộ Lao động Thương binh Xã hội là một cái bộ mà cũng là đi tiên phong và có nhiều kết quả phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai rất có hiệu quả các cái chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động mà bị thiệt hại nặng nề trong cái đại dịch Covid-19 vừa rồi. Chỉ riêng thực hiện nghị quyết 30 của Quốc hội và các quy định của Chính phủ ấy, thì đã hỗ trợ cho trên 68,43 triệu lượt người dân và người lao động và trên 1,4 triệu người sử dụng lao động với tổng kinh phí là trên 120.000 tỷ đồng. Để số lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng tăng nhanh, thu nhập của người lao động được duy trì, cải thiện, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động thì có xu hướng giảm. Rồi lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt cái mức đề ra. Như là số người tham gia bảo hiểm xã hội thì tính đến hết năm 2021 thì cũng đã đạt 36,75% lực lượng lao động trong độ tuổi, đã vượt kế hoạch theo cái mục tiêu của Nghị quyết 28 của Trung ương. Rồi tham gia bảo hiểm tự nguyện cũng đã đạt 3,2% lực lượng lao động trong độ tuổi và vượt xa cái mục tiêu đến năm 2025 theo Nghị quyết 28 của Trung ương. Quỹ bảo hiểm xã hội thì có kết dư. Bên cạnh những cái thành quả đạt được thì trong lĩnh vực lao động và việc làm thì cũng phải thẳng thắn nhìn nhận còn không ít những tồn tại hạn chế và yếu kém như trong báo cáo đã nêu cũng như đại biểu Quốc hội đã nêu ra. Về giáo dục nghề nghiệp thì kể cả về quy mô, kể cả về trình độ, kể cả về mạng lưới, kể cả về phân bổ đào tạo cái lĩnh vực này thì còn có cái nhiều cái hạn chế. Chất lượng hiệu quả đào tạo nghề thì chưa cao, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và những ngành nghề mới và đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Về lao động việc làm trong những tháng gần đầu năm gần đây thì
do những cái tác động rất sâu sắc của hậu quả của đại dịch và tình hình thế giới cũng như những khó khăn trong nước ấy, thì lao động thì đang bị giảm giờ làm hoặc là mất việc làm. Thì số người bị tác động cũng khá lớn, lên đến 500.000 người lao động. Và vấn đề bảo hiểm xã hội thì cũng đang nổi lên một số cái hiện tượng bất cập, trong đó có những cái việc mà cũng đã kéo dài, chúng ta cũng chưa có những cái giải pháp để giải quyết căn cơ, như là vấn đề chậm đóng rồi trốn đóng bảo hiểm xã hội, rồi vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần thì có cái xu hướng tăng, rồi một số các cái vi phạm, những cái sai phạm trong cái việc trục lợi các cái chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội vân vân, hay là vấn đề thu mà không đúng các cái mục tiêu đối với một số chủ hộ kinh doanh vân vân. Qua phiên chất vấn này thì đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, các bộ trưởng có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, đồng thời chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đề ra, trong đó tập trung vào một số vấn đề chính sau đây. Thứ nhất là tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, nhất là các quy định, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chiến lược, quy hoạch, đề án về phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục rà soát đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm gắn với thị trường lao động theo hướng mở, liên thông, hiện đại, hội nhập và thích ứng, đẩy nhanh lộ trình phổ cập nghề cho thanh niên, công nhân, nông dân và người lao động, chú trọng đào tạo nghề cho khu vực nông nghiệp và nông thôn, có chính sách ưu tiên đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên xung phong, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế được tham gia học nghề, hoàn thiện quy định về đào tạo nghề và dạy văn hóa tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bộ trưởng cũng có khẳng định là có thể vừa tổ chức dạy văn hóa vừa đào tạo nghề trong cùng một cái quá trình và tại một cơ sở giáo dục đào tạo. Thực hiện hiệu quả công tác hướng nghiệp, các giải pháp phân luồng trong giáo dục phổ thông, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông và có chính sách khuyến khích học sinh khá giỏi vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Nên không nên để cái việc mà vào các cái trường nghề là cái lựa chọn cuối cùng như các vị đại biểu Quốc hội đã nêu. Thu hút tuyển dụng đại ngũ tôn vinh nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề và cán bộ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục rà soát sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hoàn thiện cơ chế và thực hiện tự chủ theo lộ trình, áp dụng quản trị tiên tiến đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, gắn với yêu cầu và xu hướng phát triển của thị trường lao động, chú trọng các ngành nghề, lĩnh vực đào tạo có thế mạnh, phát triển giáo dục nghề nghiệp ở nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo. Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, phương thức đào tạo, chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đào tạo, nâng cao năng lực nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, chuẩn hóa các bộ tiêu chuẩn trong giáo dục nghề nghiệp, tiếp cận chuẩn các nước phát triển trong khu vực ASEAN và thế giới. Thì đây cũng là cái cam kết của Bộ trưởng và cũng là mong mỏi của các cái cử tri và nhân dân đã gửi gắm vào đại biểu Quốc hội. Đổi mới việc đánh giá kiến thức kỹ năng của người học, người lao động, trong đó có cả những bộ công cụ đánh giá những cái lao động thực tế thì có kỹ năng nhưng mà chưa có những cái chứng chỉ về đào tạo. Phát triển hệ thống đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, định kỳ đánh giá, xếp loại chất lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường nguồn lực, ưu tiên ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả chất lượng sử dụng nguồn vốn đầu tư, chuyển nhanh cơ chế cấp phát ngân sách sang đặt hàng, giao nhiệm vụ, đẩy mạnh xã hội hóa hợp tác công tư trong phát triển giáo dục nghề nghiệp, ưu tiên quỹ đất sạch dành cho giáo dục nghề nghiệp, triển khai hiệu quả các nội dung về đào tạo nghề, đào tạo lại, hỗ trợ giải quyết việc làm trong các chương trình mục tiêu quốc gia và gói hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã được ban hành. Nâng cao hiệu quả liên kết kết hợp giữa nhà trường, nhà nước và doanh nghiệp, cụ thể hóa các chính sách khuyến khích hợp tác liên kết trong giáo dục nghề nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi bình đẳng để doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp,
tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề tại các nơi làm việc, chủ động tích cực hội nhập quốc tế và tham gia các hoạt động khu vực quốc tế về giáo dục nghề nghiệp. Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, mở rộng quy mô, mô hình đào tạo chất lượng cao thông qua hệ thống đào tạo của các nước tiên tiến. Thứ hai, trong năm 2023, rà soát thống kê đầy đủ, nghiên cứu đề xuất biện pháp giải quyết dứt điểm đối với số chủ hộ kinh doanh cá thể đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên nguyên tắc đóng hưởng, bảo đảm quyền lợi của đối tượng tham gia bảo hiểm, cũng như giải quyết dứt điểm các trường hợp thu chi bảo hiểm xã hội không đúng quy định, chủ động rà soát để kịp thời phát hiện, giải quyết các trường hợp phát sinh khác mà pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định, đồng thời làm rõ trách nhiệm, đề xuất hướng xử lý đối với từng cá nhân, cơ quan, tổ chức để xảy ra tình trạng này. Thứ ba, phối hợp với các bộ ngành đẩy mạnh tái cơ cấu lại các ngành, nhất là các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày theo hướng xanh, đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Nắm sát, thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình diễn biến của nền kinh tế và biến động của thị trường lao động để chủ động ứng phó, có giải pháp hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an sinh xã hội, giảm bớt khó khăn cho người lao động và người sử dụng lao động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giải thích chính sách, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước, trong tổ chức thực hiện chính sách và chế độ về bảo hiểm xã hội. Thứ tư, hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, chuẩn bị hồ sơ dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 tháng 10 2023 và xem xét thông qua vào kỳ họp đầu năm 2024. Việc sửa đổi bổ sung chính sách bảo hiểm xã hội cần đảm bảo mở rộng, khuyến khích người lao động, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân theo nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khắc phục hiệu quả tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, hưởng bảo hiểm xã hội một lần, mượn hồ sơ của các người khác tham gia bảo hiểm xã hội, thu mua gom sổ bảo hiểm xã hội của người lao động và các hành vi trục lợi khác, bảo đảm công tác quản lý, đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội an toàn, sinh lời, cân đối thu chi trong dài hạn. Thứ năm, Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục khởi kiện liên quan đến bảo hiểm xã hội, đồng thời xem xét thụ lý và đưa ra xét xử một số vụ trốn đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Thì Bộ trưởng cũng như đại biểu chất vấn là hoàn toàn chúng ta có cơ sở để xử lý cái này, chứ không phải chờ cái việc bổ sung thêm hay là hoàn thiện theo quy định nào cả. Thứ sáu, rà soát nghiên cứu đề xuất sửa đổi luật việc làm để tạo nhiều cơ hội việc làm thuận lợi cho người dân, chủ động phòng ngừa thất nghiệp, xây dựng hệ thống thông tin và dự báo thị trường lao động thực sự đáp ứng yêu cầu của thị trường, của doanh nghiệp với quá trình phát triển kinh tế số, khẩn trương hoàn thành hệ cơ sở dữ liệu về lao động và thị trường lao động, hướng tới quản trị thị trường lao động việc làm hiện đại, linh hoạt và chủ động, sớm có giải pháp cụ thể giảm dần tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực phi chính thức, hướng tới việc làm bền vững, việc làm xanh và thu nhập thỏa đáng. Kính thưa Quốc hội, phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội xin kết thúc ở đây. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội và cảm ơn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung. Để Quốc hội cho chàng vỗ tay để học tiếp tục cho như thế. Vâng, xin cảm ơn Bộ trưởng. Kính thưa Quốc hội, tiếp theo chương trình, Quốc hội chuyển sang phần chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc, tập trung vào các nội dung sau đây: trách nhiệm của Ủy ban dân tộc và công tác phối hợp với các bộ ngành trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong chính sách dân tộc liên quan đến phân định các xã thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi,
việc giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc, khắc phục tình trạng du cư, du canh tự phát và chặt phá rừng. Các nội dung nêu trên sẽ được Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trả lời. Trong phần chất vấn đối với lĩnh vực này, khi cần thiết, chủ tọa đoàn sẽ mời Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng và trưởng ngành, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Lao động Thương binh Xã hội, Văn hóa Thể thao Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia phát biểu, cùng tham gia chất vấn cái phiên chất vấn này. Trước hết xin mời Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hồ Hoa Linh phát biểu về vấn đề chất vấn với thời gian không quá 5 phút trước khi đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi. Xin trân trọng kính mời Bộ trưởng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, kính thưa đồng bào và cử tri cả nước. Trước hết, tôi xin thay mặt Ủy ban Dân tộc xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu cử tri đã quan tâm gửi nhiều ý kiến đến lĩnh vực công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong thời gian qua và tại kỳ họp này. Công tác dân tộc là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài, cấp bách của Đảng và Nhà nước ta, được thực hiện thông qua các chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật và hệ thống chính sách liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, góp phần quan trọng trong thực hiện chiến lược đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tộc thiểu số, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương và sự nỗ lực cố gắng vươn lên của đồng bào các dân tộc. Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước phát triển rõ rệt. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, sinh kế của người dân ngày càng đa dạng phong phú, thu nhập được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và tăng cường. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được thiết kế với 10 dự án thành phần, có sự tham gia của nhiều bộ ngành và được triển khai trên địa bàn 51 tỉnh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên cơ sở tích hợp một số chính sách giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn trước đây còn hiệu lực và một số chính sách mới phù hợp với nhu cầu thực tiễn, nhằm đạt mục tiêu tích hợp các chính sách, thống nhất, thu gọn đầu mối quản lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo nguồn lực tập trung, đầu tư có trọng tâm trọng điểm cho các vùng khó khăn nhất, cho các nhóm dân tộc có điều kiện đặc thù và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển bền vững và phát huy nội lực, lợi thế tiềm năng của từng vùng và tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn bất cập, như hệ thống văn bản hướng dẫn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và một số chính sách mặc dù đã được ban hành, nhưng các văn bản hướng dẫn cũng được triển khai cũng chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra, làm chậm triển khai các chính sách. Đời sống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tộc thiểu số còn gặp vô vàn khó khăn. Đứng trước hoàn cảnh là đồng bào dân tộc thiểu số sống ở những vùng hết sức là khó khăn nhất của cả nước, là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng có nhiều diện tích rừng, cũng như là vùng mà có các địa hình phức tạp, cho nên là những nơi mà chịu những ảnh hưởng nhất của biến đổi khí hậu, của thiên tai, bão lũ, của dịch bệnh. Và đời sống của đồng bào mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm nhưng cũng còn rất nhiều khó khăn, cần phải có nhiều chính sách trong giai đoạn mới. Tại kỳ họp này, các vị đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước cũng đã gửi đến Ủy ban Dân tộc một số nội dung đề nghị trả lời và chất vấn, trong đó có 4 nội dung lớn Ủy ban Dân tộc đã có báo cáo gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Tại phiên chất vấn hôm nay, Ủy ban Dân tộc xin trân trọng tiếp tục lắng nghe, giải trình và tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Kính thưa Quốc hội, cho đến nay đã có
69 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn, ít hơn so với cái phiên trước. Trước hết tôi xin mời đại biểu Dương Tấn Quân, đoàn Bà Rịa Vũng Tàu nêu câu hỏi chất vấn và đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn Lâm Đồng chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, đề nghị Bộ trưởng cho biết những cái giải pháp, những cái khó khăn vướng mắc trong cái chính sách dân tộc liên quan đến cái phân định xã thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, và đánh giá cái tác động của cái quyết định 861 ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là việc mà 2,4 triệu người dân không còn là đối tượng được nhà nước mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thứ hai là tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, khắc phục tình trạng du canh du cư tự phát, chặt phá rừng. Tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số là vấn đề nhức nhối từ nhiều năm nay, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Nghị quyết số 88/2019/QH14 yêu cầu đến năm 2025 giải quyết căn cơ tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào. Đề nghị Bộ trưởng cho biết những cái thuận lợi, khó khăn và giải pháp sắp tới như thế nào. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Nguyễn Tạo nêu câu hỏi. Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, đoàn Tây Ninh chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, phải nói rằng trong thời gian dài vừa qua, Đảng nhà nước rất quan tâm đến việc xây dựng và thực thi chính sách dân tộc, từ đó là góp phần thu hẹp dần khoảng cách phát triển trong cộng đồng dân tộc ở nước ta, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, luôn luôn phát sinh những bất cập, tồn tại và bất cập trong quá trình triển khai và thực hiện. Cử tri cho rằng cần có những định hướng hoàn thiện về cơ chế chính sách dân tộc trong thời gian tới, đó là sớm nghiên cứu ban hành luật về hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với tư cách là tư lệnh ngành trong lĩnh vực này, thì Bộ trưởng có suy nghĩ gì về nhận định nêu trên và có những giải pháp gì trong thời gian tới? Tôi xin hết, xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy nêu câu hỏi. Đại biểu Dương Văn Phước, đoàn Quảng Nam chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, thưa Bộ trưởng, tôi đồng tình với nhận định cho rằng chính sách dân tộc hiện nay là tản mát ở nhiều văn bản, chồng chéo, nhiều tầng nấc, nguồn lực thì bị phân tán dẫn đến chưa phát huy hiệu quả và thiếu tính bền vững, như dầu đổ vào đèn, cháy hết thì lại đổ dầu cho đèn khỏi tắt. Vậy, ý kiến của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào? Bộ trưởng có cho rằng cần thiết phải có rà soát điều chỉnh chính sách dân tộc để khắc phục những bất cập mang tính hệ thống hay không? Xin hết, xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Dương Văn Phước, đoàn Quảng Nam nêu câu hỏi. Đại biểu Phúc Bình, Nha Cờ Nam chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa chủ tọa phiên chất vấn, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi đến Bộ trưởng hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, Ủy ban dân tộc là cơ quan chủ quản trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 21-30. Nhưng sau 3 năm triển khai, chương trình vẫn rất là chậm. Theo Bộ trưởng, đâu là nguyên nhân và giải pháp của Bộ trưởng trong thời gian tới? Câu hỏi thứ hai, hiện nay đào tạo nghề cho người có thu nhập thấp ở nhiều tỉnh chưa được thực hiện được vì vướng do không xác định được thế nào là người có thu nhập thấp. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp để giải quyết những vướng mắc trên, tạo điều kiện cho các địa phương triển khai tiểu dự án này. Câu hỏi này cũng xin được trân trọng gửi đến Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Xin trân trọng cảm ơn. Bộ trưởng sẽ trả lời bằng văn bản hoặc là sang đến kỳ họp sau thì lại chất vấn tiếp Bộ trưởng, hoặc là kính chuyển cái câu hỏi này cho Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang để xem xét để trả lời. Như vậy đã có 4 đại biểu nêu 6 vấn đề. Xin mời Bộ trưởng trả lời ý kiến của 4 đại biểu đầu tiên. Kính thưa Quốc hội, trước hết tôi xin trả lời ý kiến của đại biểu Dương Tấn Quân, Bà Rịa Vũng Tàu. Thứ nhất là về khó khăn vướng mắc trong phân định đánh giá, vướng mắc trong phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì xin báo cáo với các đại biểu là việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất
là thực hiện theo nghị quyết 22 của Bộ Chính trị năm 1999. Lúc đó là thực hiện phân định theo vùng miền núi và vùng cao. Và từ năm 1996 thì thực hiện phân định theo trình độ phát triển để nhằm mục đích là xác định các thôn, xã đặc biệt khó khăn để làm cái địa bàn tập trung trọng tâm trọng điểm để đầu tư. Thế trong quá trình phân định của hai giai đoạn này thì Ủy ban dân tộc đều là được cơ cụ là giao làm nhiệm vụ là chủ trì là cơ quan tham mưu cho chính phủ phối hợp với các bộ ngành để xác định các cái tiêu chí. Thế và chủ yếu là giai đoạn từ năm 1996 đến nay là chúng tất cả hệ thống chính sách để đầu tư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là được xây dựng trên tinh thần là đầu tư ở vùng đặc biệt khó khăn nhất theo tiêu chí là phân định ba khu vực theo trình độ phát triển. Thì gần đây nhất là sau khi có nghị quyết 120 của Quốc hội thì trong nghị quyết 120 có giao cho chính phủ là xây dựng tiêu chí cụ thể để xác định địa bàn trọng tâm trọng điểm. Trên tinh thần đó thì Ủy ban dân tộc đã tham mưu chính phủ ban hành quyết định số 33 là để xác định tiêu chí phân định theo ba khu vực theo trình độ phát triển. Và trên cơ sở tiêu chí được ban hành theo quyết định 33 thì Ủy ban dân tộc đã trình chính phủ đã ban hành quyết định 861 và Bộ trưởng chủ nhiệm được Thủ tướng ủy quyền ban hành quyết định 612 để phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn. Thì trong quá trình và phân định này thì báo cáo các đồng chí là dựa trên một số tiêu chí. Thứ nhất là những đối với cái nhóm là thế nào là vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì chúng tôi cũng xây dựng trên dựa trên tiêu chí là những xã thôn nào mà có 15% là người dân tộc thiểu số trở lên thì là được xác định là xã hoặc thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lấy cơ sở là tổng dân số trung bình người dân tộc thiểu số 14,7% trên tổng dân số toàn quốc là khoảng 100 triệu người, 100 triệu dân. Thế thì làm con số trung bình để lấy tỷ lệ là 15% làm cơ sở để xác định tiêu chí vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ hai là xã nghèo hoặc thôn nghèo là những xã mà có 15% tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại đấy, còn hộ nghèo trở lên thì là xã nghèo. Thế cái việc phân định này thì nó xảy ra một vấn đề, nó sinh ra một vấn đề là khi mà ta xác định được xã nghèo, thôn nghèo thì còn những xã, thôn có tỷ lệ hộ nghèo dưới 15% thì không còn là xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn nữa. Đây là một vấn đề bất cập. Thì xin báo cáo với đại biểu như vậy. Vấn đề thứ hai là cái tác động của quyết định 861 thì cũng dẫn dắt từ ý thứ nhất mà tôi nêu. Sau khi có quyết định 861 phê duyệt các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xã đặc biệt khó khăn của Thủ tướng Chính phủ thì các xã đã không còn là vùng đồng bào dân tộc khó khăn của cái giai đoạn trước là còn hơn 1.800 xã đã thoát khỏi diện hộ nghèo, không nằm trong vùng đặc biệt khó khăn nữa. Như vậy các xã này không được hưởng các chính sách đang đầu tư của giai đoạn 2016-2020 cho các cái địa bàn mà nghèo và các hộ nghèo của vùng đồng bào dân tộc thiểu số nữa, thì tác động ảnh hưởng đến 12 chính sách. Xin báo cáo các đại biểu, tác động ảnh hưởng đến 12 chính sách. Và tháng 9 năm 2021 thì Ủy ban dân tộc đã đánh giá tác động và đề xuất với chính phủ. Và tháng 10, Thủ tướng Chính phủ, 30 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao cho các bộ ngành để điều chỉnh sửa đổi một số các cái quy định, các cái thông tư, các chính sách có liên quan và đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số để sửa. Trong đó có chính sách bảo hiểm đối với lại người dân tộc thiểu số và những 1.800 xã mà không tiếp tục được thụ hưởng có 2,1 triệu người là giai đoạn 2016-2021 vẫn còn đang là nằm trong vùng đặc biệt khó khăn nhưng đã bị ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn thì có 2,1 triệu người là không tiếp tục được nhà nước hỗ trợ chính sách bảo hiểm. Thì vấn đề này là vấn đề rất lớn và Ủy ban dân tộc cũng đã báo cáo với chính phủ và chính phủ đã giao cho Bộ Y tế để sửa thông tư sửa nghị định 146. Thế và Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan đang sửa cái nghị định 146. Trong dự thảo sửa nghị định 146 thì có bổ sung đưa các đối tượng thuộc diện là không nằm ở các xã đặc biệt khó khăn mà còn là các hộ dân tộc thiểu số có khó khăn vào trong diện tiếp tục hưởng chính sách về đề xuất với chính phủ trong giai đoạn tới đây. Thì hiện nay Bộ Tài chính và Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang soạn thảo thông tư này, đang xin ý kiến của các cơ quan, bộ ngành liên quan và sẽ trình chính phủ trong thời gian tới. Thế còn 11 chính sách mà có liên quan ở các bộ ngành khác, đó là các chính sách về giáo dục,
các chính sách về y tế, về nông nghiệp, về chính sách về lao động, việc làm thì các bộ như Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục thì các bộ cũng đang tiếp tục để sửa và sẽ trình chính phủ trong thời gian tới đây. Thì Ủy ban dân tộc với trách nhiệm của mình chúng tôi sẽ đôn đốc. Vấn đề thứ hai đó là về thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào và tình trạng chặt phá rừng thì giải pháp như thế nào? Thì xin báo cáo các đại biểu Quốc hội là việc thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào là một việc rất lớn mà đây là nhu cầu thực tế. Khi xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia mà qua quá trình rà soát và báo cáo của các địa phương và số liệu thống kê đến năm 2019 thì nhu cầu về đất ở của vùng đồng bào dân tộc thiểu số khoảng trên 24.000 hộ gia đình. Thế và đất sản xuất là trên 43.000 của hộ gia đình. Thế và đất ở thì cũng thiếu rất là nhiều. Thế thì xin báo cáo các đồng chí là Ủy ban dân tộc sau khi tính toán thì và đã đưa vào trong báo cáo nghiên cứu khả thi và trình với Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 1719. Trong đó có đề ra các chỉ tiêu mục tiêu rất là cụ thể là đến năm 2025 thì giải quyết 60% cái nhu cầu đất ở cho cái người dân. Thế còn cái giai đoạn tiếp theo là 2026-2030 là 40% còn lại. Thì xin báo cáo các đồng chí là 24.000 thì chúng ta giải quyết khoảng trên 17.000. Thế còn hơn 7.000 nữa thì sẽ giải quyết vào giai đoạn 2026. Và cái 17.000 giai đoạn 1 này là tập trung vào tất cả những vùng mà đồng bào dân tộc khó khăn nhất và những nơi mà khó khăn nhất mà bà con chưa được có bất cứ một chính sách nào được hỗ trợ lần nào. Thì bởi vì là do yêu cầu với nguồn lực của quốc gia thì xin báo cáo các đồng chí như thế. Thế còn về đất sản xuất ấy, thì giải pháp đất sản xuất thì xin báo cáo các đại biểu là đất sản xuất thì hiện nay qua quá trình thống kê của chúng tôi thì trên các địa phương thì cũng có nhiều địa phương là có nguồn quỹ đất để hỗ trợ để xây dựng thành các cái mô hình sắp xếp dân cư tập trung. Tuy nhiên rất nhiều địa phương là không còn quỹ đất, ở cấp xã cũng không có, cấp thôn cũng không có. Thì đây là một vấn đề rất là lớn mà cần phải có những giải pháp thống nhất ở giữa các bộ ngành, đặc biệt là triển khai nghị định 146 của Thủ tướng Chính phủ và các cái văn bản của Quốc hội, nhất là nghị quyết 112 năm 2015, nghị quyết 113 năm 2015 đã có những chính sách và yêu cầu rà soát quỹ đất của nông lâm trường của các cái địa phương thì để lấy quỹ đất này để cấp cho người dân tộc thiểu số. Thì hiện nay tiến độ triển khai các nghị quyết này, các nghị định này ở các bộ ngành, các địa phương thì cũng đang triển khai hết sức là chậm. Thế nhưng trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ cùng phối hợp với các bộ ngành để rà soát lại quá trình thực hiện này để có được cái quỹ đất cấp cho bà con. Vấn đề thứ hai là của đại biểu Nguyễn Tạo có phát biểu là của đại biểu Nguyễn Tạo thì tôi xin trả lời như sau. Về sớm ban hành luật dân tộc thì xin báo cáo với các đại biểu là từ năm 2017 thì thực hiện chiến lược công tác dân tộc thì Ủy ban dân tộc cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ cho đề nghị xây dựng pháp luật, xây dựng luật dân tộc. Thì trải qua hai nhiệm kỳ thì xin báo cáo đồng chí là cũng đã nghiên cứu và tổ chức rất nhiều hội thảo và Ủy ban dân tộc cũng đã báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào khóa 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13. Nhưng lúc đó ấy, thì vì là lĩnh vực công tác dân tộc và chính sách dân tộc liên quan rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Thế cho nên là để đảm bảo xây dựng một cái luật nó phù hợp và không đảm bảo là thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam, không chồng chéo các pháp luật chuyên ngành liên quan khác thì cần phải có tiếp tục thời gian một nghiên cứu nữa chứ chưa trình được ngay để Quốc hội. Nhưng mà về quan điểm của tôi thì nếu đã có được một luật thì sẽ rất là tốt, là một cái cơ sở pháp lý quan trọng, là cơ sở để xây dựng các chính sách. Nhưng chúng ta cần phải nghiên cứu một cách căn cơ và đầy đủ, bởi vì công tác dân tộc là ở tất cả những các ngành lĩnh vực của cả hệ thống chính trị chứ không phải là một cái pháp luật chuyên ngành. Thế cho nên là cần phải nghiên cứu để đảm bảo khi ban hành thì đảm bảo là thống nhất đồng bộ nhưng nó không trùng chéo với các cái luật chuyên ngành khác. Thế rồi cần phải có một thời gian nghiên cứu hết sức là căn cơ để báo cáo với lại các cấp có thẩm quyền, báo cáo với Quốc hội. Thế và thời gian gần đây thì xin báo cáo các đồng chí là thực hiện kết luận 65 của Bộ Chính trị thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội là Đảng đoàn Quốc hội đã giao nhiệm vụ là xây dựng, nghiên cứu và xây dựng luật dân tộc trong nhiệm kỳ khóa này cho Hội đồng dân tộc chủ trì để nghiên cứu. Thế và Ủy ban dân tộc với trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ nghiên cứu trước đây của Ủy ban dân tộc để phối hợp với Hội đồng dân tộc trong quá trình nghiên cứu pháp luật theo cái chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Hội đồng dân tộc. Vấn đề thứ đối với đại biểu Hoàng Thanh Thúy
thì chính sách tản mạn cần rà soát thì theo quan điểm của tôi là tôi rất đồng tình vấn đề này và Ủy ban dân tộc đã chủ động đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ và hiện nay chúng tôi đang thực hiện đề án là rà soát lại tất cả các chính sách dân tộc có liên quan và trình về với Chính phủ trong cuối năm nay. Đối với đại biểu Dương Văn Phước, Quảng Nam về giải ngân chậm và cái đào tạo nghề thì trước hết là cái giải ngân chậm ấy, thì báo cáo các đồng chí là giải ngân của chương trình mục tiêu thì đúng là nếu tính tháng năm kế hoạch năm nay là chậm. Đấy, và trong hai năm qua thì các cấp các ngành đang tập trung để giải quyết, tập trung vào vấn đề là thể chế và các văn bản hướng dẫn. Thế và đến thời điểm hiện nay thì cơ bản các văn bản hướng dẫn của Chính phủ để chỉ đạo các bộ địa phương là đã hoàn thành cơ bản. Thế và để cho các địa phương triển khai. Thế thì xin báo cáo các đồng chí là chúng tôi sẽ cùng với các bộ ngành để hoàn thiện nốt tất cả các văn bản. Hiện nay thì còn một nghị định 27 đã đang xin ý kiến các thành viên Chính phủ và 16 thành viên Chính phủ đã cho ý kiến xong rồi. Thế và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là sẽ ban hành trước ngày 15 tháng 6 năm nay. Thế và sau khi nghị định 27 ban hành thì Ủy ban sẽ sửa đổi và ban hành thông tư 02. Thế và còn các công tư, các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Văn hóa rồi của các bộ ngành khác là cơ bản đã ban hành xong hết. Thì xin báo cáo các đại biểu là như vậy, về mặt thể chế là cơ bản hoàn thành. Thế như vậy chúng tôi cũng thấy rằng là tiến độ trong 3 năm qua đúng là chậm. Thì trong đó là có cái quy trình pháp luật rồi là các cái vấn đề vướng mắc cần phải tháo gỡ, phải sửa chữa. Nhưng cơ bản là cái hệ thống văn bản đã ban hành xong trong năm 2022. Chỉ còn có 2 văn bản của Bộ Thông tin Truyền thông và Ủy ban dân tộc là hướng dẫn thực hiện tiểu dự án 1, dự án 9 thôi, là chưa ban hành thôi. Thì hiện nay cơ bản đã hoàn thành rồi. Thì xin báo cáo với các đại biểu Quốc hội như vậy. Còn cái ý là đại biểu Dương Văn Phước nói là đào tạo nghề cho người thu nhập thấp ấy, thế nào là xác định nên là thu nhập thấp ấy, và đào tạo nghề cho người thu nhập thấp như thế nào thì ý kiến của Bộ trưởng như thế nào đối với nội dung này? Bộ trưởng có thể cần thêm 1-2 phút đối với nội dung này. Kính thưa đại biểu Quốc hội, ý kiến của đại biểu Dương Văn Phước còn có ý thứ hai, đó là trong cái đào tạo nghề cho lao động ấy, thì có cái tiêu chí là đào tạo nghề cho người có thu nhập thấp. Thì vấn đề này tại dự án này thì giao cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội là chủ trì. Tuy nhiên là chúng tôi với tư cách là cơ quan chủ trì thì xin báo cáo các đồng chí là với tư cách là cơ quan chủ trì thì chúng tôi cũng đang phối hợp với Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Đây là vấn đề vướng mà khi mà kiểm tra thực tế tại địa phương. Thì hiện nay là Ủy ban dân tộc đang cùng với Bộ Lao động Thương binh Xã hội để xác định một cái tiêu chí để xác định thế nào là những hộ có thu nhập thấp. Còn từ trước đến nay các chính sách của chúng ta là đầu tư cho đối tượng là người nghèo, cho hộ nghèo và hộ thanh niên, người dân tộc thiểu số, ví dụ như thế, hoặc là cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thì lần này là trong thiết kế trong dự án 7 dự án của cái chương trình để có một cái khái niệm là người có thu nhập thấp. Đấy, thì hiện nay đang cụ thể hóa cái này và tới đây khi mà sửa cái thông tư đấy, thì chúng tôi sẽ cụ thể hóa vấn đề này vào trong thông tư để hướng dẫn cho các địa phương tổ chức thực hiện. Thì còn trách nhiệm sửa thông tư này là trách nhiệm của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì chúng tôi sẽ chủ trì để phối hợp cùng với Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Xin hết. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Trong phần đầu trả lời của Bộ trưởng thì có 2 nội dung mà cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội cũng có thể trao đổi thêm. Cái thứ nhất là đại biểu Nguyễn Tạo Đoàn Lâm Đồng thì không nêu là luật dân tộc mà chỉ nêu là luật hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thôi. Thế thì cái luật dân tộc và luật hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thì có phải giống nhau không hay là khác nhau? Bởi vì tôi viết nguyên văn ở đây là đại biểu Nguyễn Tạo nói là luật hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, thế còn Bộ trưởng là nói sang là luật dân tộc. Thì đấy là ý thứ nhất. Cái thứ hai, câu chuyện từ trước đến giờ mà chúng ta cũng đang còn vướng mắc cho đến bây giờ đó là vấn đề đối tượng được hưởng thụ hưởng các cái chính sách. Thì đối với người dân tộc thiểu số miền núi thì theo đối tượng hay là theo địa bàn hay là cả hai, hay là trên cơ sở đối tượng mà cộng thêm một phần địa bàn. Chứ còn nếu mà chúng ta phân loại như thế này thì như 12 cái chính sách là sẽ bị tác động, và như Bộ trưởng nêu là có 2,1 triệu người là không được hỗ trợ cái về chính sách về bảo hiểm xã hội nữa. Thì câu chuyện ở đây là theo đối tượng hay là theo địa bàn, hay là vừa cả đối tượng vừa cả địa bàn, thì chỗ này cũng phải làm cho nó rõ. Và Hội đồng Dân tộc cũng đang bàn cái chuyện này, thì đề nghị đại biểu Quốc hội cũng quan tâm và Bộ trưởng quan tâm. Nếu mà sau cái phiên chất vấn và trả lời chất vấn này tương đối rõ được cái ý này thì rất là tốt.
Một lần nữa xin cảm ơn Bộ trưởng lần đầu tiên trả lời chất vấn nhưng mà đã mở đầu rất là suôn sẻ. Tiếp theo mời đại biểu Phúc Bình Nia Cờ Đam, đoàn Đắk Lắk. Đại biểu Phúc Bình đăng ký rất giỏi nhỉ, bấm cái phiên trước tôi thấy cũng rất nhanh, phiên này cũng là trong top đầu, và cả đại biểu Bố Thị Xuân Linh nữa. Đại biểu Bố Thị Xuân Linh chuẩn bị này rút mất rồi sao? Thì thấy các đại biểu này bấm rất là nhanh, có làm chia sẻ kinh nghiệm cho đại biểu khác. Mời đại biểu Phúc Bình Nia Cờ Đam, đoàn Đắk Lắk. Kính thưa Quốc hội, thưa Bộ trưởng, hiện nay tỉnh Đắk Lắk cũng như các địa phương khác trong cả nước đang triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, có rất nhiều khó khăn vướng mắc cần phải có ý kiến trả lời bằng văn bản của Ủy ban dân tộc. Tỉnh đã có nhiều văn bản xin ý kiến từ tháng 11 năm 2022 cho đến nay nhưng chưa được hướng dẫn. Xin hỏi Bộ trưởng, thứ nhất, việc triển khai dự án 2 có phải thực hiện theo đúng các dự án đã được tổng hợp trong báo cáo nghiên cứu khả thi hay không? Thứ hai, việc tổ chức rà soát, xác định đối tượng, lựa chọn hình thức bố trí ổn định dân cư, tập trung xen ghép hoặc ổn định tại chỗ cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương có phải thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh hay không? Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Ma Thị Thúy, đoàn Tuyên Quang. Nếu có hỏi, đại biểu Lưu Bá Mạc, Lạng Sơn chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi tới Bộ trưởng hai nội dung như sau. Thứ nhất, Nghị định 05/2011 về công tác dân tộc đã ban hành 12 năm, hiện nay có nhiều bất cập. Ủy ban dân tộc đã tham mưu cho chính phủ sửa đổi hay chưa? Nguyên nhân của thực trạng trên là gì? Thứ hai, ngày 23 tháng 2 năm 2023, của Thủ tướng Chính phủ đã có công điện 71, gửi các bộ ngành tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với vai trò là cơ quan thường trực của chương trình này, xin Bộ trưởng cho biết khi nào Bộ thực hiện xong theo yêu cầu của công điện 71 để cho các địa phương triển khai thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Lưu Bá Mạc, đoàn Tuyên Quang. Ở đoàn Lạng Sơn nếu có hỏi, đại biểu Mai Văn Hải chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin trân trọng gửi tới Bộ trưởng một câu hỏi như sau. Năm 2020 thì Quốc hội có ban hành cái nghị quyết số 120/QH14 về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng dân tộc và miền núi. Đây là một chương trình mới và lần đầu tiên dành riêng cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Do đó thì trong quá trình triển khai cũng không tránh khỏi những khó khăn, nhất là những khâu hoàn thiện quy định và thể chế để vận hành chương trình. Mặc dù là Chính phủ, Ủy ban dân tộc và bản thân Bộ trưởng đã có rất nhiều nỗ lực, nhưng cũng phải đến năm 2022 chương trình nêu trên mới chính thức được triển khai trong thực tiễn. Trong thời gian 2 năm đó thì có một số chỉ tiêu, mục tiêu của chương trình đã được thực hiện xong, nhưng cũng có một số chỉ tiêu, mục tiêu cần điều chỉnh cho phù hợp. Vậy Bộ trưởng đánh giá thế nào về tình trạng này và giải pháp của Bộ trưởng trong thời gian tới để đảm bảo chương trình được triển khai có hiệu quả trong thực tiễn và tránh lãng phí nguồn lực? Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Mai Văn Hải, đoàn Thanh Hóa nêu câu hỏi. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhưng bên cạnh đó thì việc thực hiện một số dự án, tiểu dự án, nội dung của chương trình giải ngân vốn còn chậm và rất nhiều vướng mắc về cơ chế quản lý. Xin Bộ trưởng cho biết đâu là khó khăn vướng mắc lớn nhất, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Như vậy là cái việc mà chậm cái chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là rất nhiều đại biểu hỏi vì sao chậm, giải ngân thế nào, một số chỉ tiêu thì đã xong rồi, bây giờ số chỉ tiêu thay đổi thì có điều chỉnh không, vân vân. Thì nội dung này là rất nhiều đại biểu Quốc hội hỏi tập trung, cho nên Bộ trưởng có thể kết hợp các ý kiến này để trả lời chung nội dung này cho thật sâu sắc. Xin mời Bộ trưởng trả lời 4 đại biểu đã nêu câu hỏi. Kính thưa Quốc hội,
Trước khi tôi trả lời nhóm câu hỏi của các đại biểu vừa nêu, tôi xin phép được báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội thêm một ý mà Chủ tịch Quốc hội gợi ý. Đó là đối với 12 chính sách mà bị tác động ảnh hưởng sau quyết định 861 và 612, thì các chính sách này là ảnh hưởng đến địa bàn hay là đối tượng. Thì báo cáo Chủ tịch Quốc hội với các đại biểu Quốc hội là các chính sách này gồm có chính liên quan đến 12 chính sách gồm chính sách bảo hiểm y tế cho người dân, chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản, chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên, cho giáo dục mầm non, các chính sách đối với nhà giáo, chính sách thu hút cán bộ đến vùng đặc biệt khó khăn, chính sách tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh và thương nhân hoạt động trên địa bàn đặc biệt khó khăn. Như vậy thì tất cả các chính sách này đều ảnh hưởng trực tiếp đến đối tượng là người, là con người chứ không phải là địa bàn. Thế cho nên là đây là chính sách trực tiếp cho con người. Thì và các bộ ngành đã được giao nhiệm vụ để sẽ điều chỉnh sửa đổi các chính sách này. Đấy là vấn đề thứ nhất. Về ý kiến phát biểu của đại biểu Phúc Bình Nia Cửa Đâm, tỉnh Đắk Lắk về văn bản của tỉnh Đắk Lắk thì xin báo cáo với đại biểu là chúng tôi đã nhận được văn bản của tỉnh Đắk Lắk. Ở đây có hai nội dung. Nội dung thứ nhất đấy là đề nghị là điều chỉnh một số danh mục trong dự án 2. Đấy, là vì cái danh mục ở dự án 2 của tỉnh Đắk Lắk là đã có trong báo cáo nghiên cứu khả thi theo đề xuất của tỉnh Đắk Lắk rồi. Thế và đã được phân bổ vốn để thực hiện dự án này. Nhưng trong quá trình thực tiễn thì tỉnh Đắk Lắk lại bố trí nguồn lực khác để tổ chức thực hiện dự án này. Và tỉnh Đắk Lắk đề nghị là xin cho chuyển sang một cái địa bàn khác. Đấy, thì xin báo cáo công chí là theo nguyên tắc của chương trình ấy, thì thẩm quyền điều chỉnh trong phạm vi nội bộ của một dự án, thì của một địa bàn, địa phương và một dự án, tức là một dự án 1, dự án 2, dự án 3 trong nội bộ cái dự án đó, thì là thẩm quyền của Ủy ban dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thôi. Nhưng mà điều chuyển sang địa bàn khác thì cái này phải báo cáo và thống nhất với lại Trung ương để trước khi mà điều chỉnh cái này, bởi vì nó liên quan đến mục tiêu của chương trình. Xin báo cáo với đại biểu như thế. Và chúng tôi đã phân công một tổ công tác gồm có Bộ Kế hoạch Đầu tư và đại diện vụ chính sách của Ủy ban dân tộc vào làm việc với Đắk Lắk và đã giải đáp vấn đề này tại Ban dân tộc tỉnh Đắk Lắk và đề nghị Ban dân tộc tỉnh Đắk Lắk báo cáo với Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh để chỉ đạo các sở ngành thống nhất để xử lý vấn đề này. Nhưng đến hiện nay thì tỉnh Đắk Lắk cũng chưa xử lý xong. Và cách đây một tuần thì tiếp tục có văn bản lần thứ hai và tôi đã giao cho vụ chuyên môn là sẽ soạn văn bản trên cơ sở các căn cứ pháp luật để hướng dẫn Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk, lần này là không hướng dẫn đến cấp sở. Thì báo cáo các đồng chí như vậy để giải quyết dứt điểm vấn đề này. Ý thứ hai đó là việc bố trí dự án, sắp xếp dân cư xen ghép hay là quyết định hình thức xen ghép là hay là hình thức hỗ trợ trực tiếp hay là hình thức đầu tư là dự án tập trung. Thì cái này là thuộc thẩm quyền Ủy ban dân cấp tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương về tiêu chuẩn định mức về cơ chế và phân bổ vốn của Trung ương. Đây là nguồn vốn đầu tư. Cho nên là thuộc thẩm quyền của Ủy ban dân cấp tỉnh quyết định cái khu dân cư đó hoặc là cái hộ gia đình đó bố trí xen ghép, sắp xếp xen ghép hay là tập trung thì do Ủy ban dân tỉnh quyết định về dự án hoặc là cái định mức hỗ trợ, cái diện hỗ trợ thì do cấp tỉnh. Chứ Trung ương thì không đi quyết đến từng hộ gia đình và không đi quyết đến từng cái dự án nhỏ như vậy và chỉ có ban hành tiêu chí định mức và nguyên tắc phân bổ thôi. Đối với đề nghị của ý kiến của đại biểu Ma Thị Thúy thì thứ nhất là đối với nghị định 05 thì xin báo cáo các đồng chí là nghị định 05 đã ban hành được 12 năm rồi. Thì xin báo cáo các đại biểu là nghị định 05 thì ban hành từ năm 2011. Thế và đã trải qua hai lần đại hội. Sau khi ban hành nghị định 05 thì các chính sách dân tộc và công tác dân tộc của nghị định 05 đã được các bộ ngành, các địa phương đã triển khai rất là nghiêm túc. Thế và các bộ ngành thì đã ban hành 415 văn bản để triển khai nghị định 05. Và các địa phương đã ban hành 711 văn bản để triển khai nghị định 05 về công tác dân tộc để trong 13 năm qua. Thì trong 12 năm qua thì xin báo cáo đồng chí, tuy nhiên thì sau quá trình rà soát và đánh giá thì chúng tôi thấy rằng sau khi nghị định 05 ra đời năm 2011 thì hiến pháp năm 2013 đã ban hành sau. Thế và tiếp theo đó là kết luận 65 của Bộ Chính trị, nghị quyết 88, thế rồi là nghị quyết 120 và nhiều chủ trương chính sách khác có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì cần phải được cập nhật và bổ sung, và một số vấn đề thực tiễn cần phải được điều chỉnh. Chính vì như vậy cho nên Ủy ban dân tộc đã chủ động là năm 2021-22 chúng tôi đã chủ động là cùng với các địa phương là đánh giá việc thực hiện nghị định 05. Thế và trên cơ sở đánh giá thực hiện nghị định 05 thì Ủy ban dân tộc đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, và hiện nay thì Thủ tướng Chính phủ đã giao chính thức cho Ủy ban dân tộc là chủ trì để cùng với các bộ ngành để đánh giá tổng kết nghị định 05 và đề xuất điều chỉnh sửa đổi một số nội dung
trên tinh thần là cập nhật bổ sung thêm hiến pháp các nội dung có liên quan đến chính sách dân tộc trong hiến pháp năm 2013 và nghị quyết kết luận 65 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng 13 và nghị quyết 88, nghị quyết 120 và các văn bản pháp luật cũng như là các chủ trương mới khác vào trong nghị định 05 sửa đổi lần này và sẽ trình Chính phủ trong năm 2023. Vấn đề thứ hai đấy là về công điện 71 của Thủ tướng Chính phủ, thì xin báo cáo các đồng chí là trên cơ sở ý kiến kiến nghị đề xuất của các bộ ngành cả của các địa phương thì hết quý 3 năm 2023 hết quý 1 năm 2023 tổng hợp lại cả ba chương trình mục tiêu quốc gia có 339 ý kiến. Thế và trong đó thì riêng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là có hơn 100 ý kiến trong tổng số 339. Thế và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện và giao cho các bộ ngành để xử lý các vấn đề này. Thì trong đó thì đến thời điểm hiện nay đấy thì báo cáo các đồng chí là nó gồm có 3 cái nhóm vấn đề cần phải xử lý. Nhóm vấn đề thứ nhất là những khó khăn vướng mắc hoặc là cần phải giải đáp trong các thông tư văn bản hướng dẫn thì các bộ ngành phải giải đáp xong trước ngày 30 tháng 3. Thì đối với những vấn đề này thì báo cáo các đồng chí đến ngày 30 tháng 3 là 15 trên 15 bộ ngành được giao nhiệm vụ đã giải quyết và có văn bản giải đáp cũng như hướng dẫn cho các địa phương giải quyết được 121 khó khăn vướng mắc. Như vậy là cái nhóm thứ nhất là hoàn thành trước 30 tháng 7. Nhóm thứ hai là nhóm các văn bản thông tư chưa được ban hành thì chỉ còn hai văn bản, một là cái hướng dẫn thực hiện tiểu dự án 1 dự án 9 do Ủy ban dân tộc chủ trì và hướng dẫn thực hiện nội dung dự án 1 dự án 2 của tiểu dự án 2 dự án 10 của Bộ Thông tin Truyền thông. Đấy là cái nhóm mà chưa ban hành lần nào. Thì cái nhóm này thì đến thời điểm hiện nay thì báo cáo các đồng chí là đã ban hành xong hết rồi. Và 30 tháng 5 thì Bộ Thông tin Truyền thông đã ban hành thông tư 03 để hướng dẫn từ tiểu dự án này rồi. Đấy, và Ủy ban dân tộc thì đã báo cáo cái dự án 1 dự án 9, tiểu dự án 1 dự án 9 là báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã cho ý kiến. Và hiện nay nội dung này chúng tôi đã đưa vào trong sửa đổi bổ sung thông tư 02 để hướng dẫn cho các địa phương tổ chức thực hiện. Thì xin báo cáo như vậy là nhóm 2 đã hoàn thành. Cái nhóm thứ 3 đấy là nhóm các văn bản thông tư hướng dẫn của các bộ ngành nhưng còn có những vấn bất cập hoặc chồng chéo với nhau mà cần phải điều chỉnh sửa đổi, trong đó có nghị định 27, quyết định 39 và một số thông tư văn bản hướng dẫn của các bộ ngành, trong đó có cả nội dung của Bộ Văn hóa là hướng dẫn một cái quy trình 14 bước ấy. Thì xin báo cáo các đại biểu Quốc hội là hiện nay các bộ ngành đã sửa xong hết tất cả các nội dung này. Thế còn riêng nghị định 27 như tôi báo cáo ở phần đầu là Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì đã hoàn thiện toàn bộ hồ sơ và các thành viên Chính phủ đã cho ý kiến xong. Hiện nay Bộ Kế hoạch Đầu tư đang tổng hợp để hoàn thiện nghị định để báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ để ban hành. Thế còn đối với quyết định 39 là Ủy ban dân tộc chủ trì thì chỉ có một nội dung sửa trong quyết định 39 thôi. Thì chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ tất cả nội dung và đã chuyển cho Bộ Tư pháp thẩm định. Sau khi có ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp thì Ủy ban dân tộc sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng để sửa đổi bổ sung quyết định 39. Như vậy có thể nói đến thời điểm này thì tất cả các nội dung theo công điện 71 của Thủ tướng Chính phủ cơ bản Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ để cho các địa phương làm cơ sở để triển khai. Nội dung thứ tư, thứ ba là đại biểu Lưu Bá Mạc đề nghị là năm 2020 mới ban hành nghị quyết 20 đến năm 2022 mới thực hiện, trong thực tiễn nhiều chỉ tiêu không còn phù hợp, thì chúng tôi hết sức đồng tình với các đại biểu. Qua quá trình đánh giá thì báo cáo các đại biểu là hiện nay chúng tôi nhận được nhiều văn bản của một số tỉnh là đề nghị điều chỉnh một số dự án. Bởi vì sao? Là giai đoạn năm 2019 khi xây dựng thì có nhu cầu, nhưng đến thời điểm hiện nay sau 3 năm trong quá trình tổ chức triển khai thì đang xây dựng văn bản ở trung ương mà chưa triển khai trên thực tế ở địa phương, thì các địa phương bằng nguồn lực của địa phương và các nguồn ngân sách khác đã giải quyết một số các dự án được đề ra đã hoàn thành. Và đặc biệt là đối với 8 tỉnh mà không sử dụng nguồn ngân sách địa phương nhưng mà có tên trong 51 tỉnh là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia thì cơ bản là đã hoàn thành nhiều mục tiêu. Chính vì như vậy cho nên mục tiêu này cần phải điều chỉnh. Chúng tôi đồng tình với quan điểm với đại biểu là cần phải rà soát điều chỉnh. Thế và để triển khai cái này thì Ủy ban dân tộc đã có giải pháp. Chúng tôi đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban chỉ đạo quốc gia đã đồng ý giao cho Ủy ban dân tộc tổ chức hội nghị đánh giá sơ kết giữa kỳ, và chúng tôi đã lập kế hoạch vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 này thì chúng tôi tổ chức 3 hội nghị 3 vùng và đã có văn bản gửi các ủy ban dân các tỉnh đề nghị là đánh giá toàn diện tất cả các dự án và khả năng hoàn thành cũng như là những dự án mà có khả năng đã hoàn thành rồi, vân vân, thì để tổng hợp thống nhất toàn bộ
Và trước hết là trước 15 tháng 7 chúng tôi sẽ có một cái báo cáo tổng hợp để gửi cho đoàn giám sát tối cao của Quốc hội. Và đến tháng 10 năm 2023 thì sẽ báo cáo với Quốc hội đối với những vấn đề cần phải điều chỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền của Quốc hội. Thế hoặc là những vấn đề mà cần phải điều chỉnh từ dự án này sang dự án khác. Hay nói cách khác là điều chỉnh một số nội dung và cơ chế phân bổ. Thì đấy là đối với cái ý kiến của đại biểu Lưu Bá Mạc. Cuối cùng là đại biểu Mai Văn Hải. Đấy, thì đối với chương trình mục tiêu quốc gia thì báo cáo với các đại biểu là chúng tôi thấy khó khăn nhất, vấn đề khó khăn nhất mà đại biểu hỏi thì cũng chính chúng tôi cũng hiểu là trăn trở của tất cả các cấp các ngành và các đại biểu. Vì chương trình này rất là rộng lớn và nằm ở cái địa bàn rất là khó khăn phức tạp, và các dự án, các chính sách được tích hợp vào chương trình nó bao gồm cả chính sách của giai đoạn trước còn hiệu lực, có những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Thế và cái trăn trở nhất của chúng tôi bây giờ là hệ thống pháp luật của chúng ta đã cơ bản, hệ thống văn bản đã hoàn thành, chúng tôi cũng không lo lắm. Nhưng mà chỉ lo nhất là quá trình triển khai trên thực địa đối với cái đội ngũ cán bộ chúng ta. Bởi vì báo cáo các đồng chí là có những dự án là triển khai cụ thể đến tận thôn bản, tận hộ gia đình. Thế mà trung ương thì chỉ hướng dẫn và đi đôn đốc kiểm tra thôi. Và tỉnh thì cũng phân cấp cho huyện, huyện lại phân cấp cho xã. Xã thậm chí xuống đến cấp thôn bản để tổ chức thực hiện, cấp phát cho bà con nhân dân tổ chức thực hiện tại thôn bản đến hộ gia đình. Đây là một vấn đề rất khó mà rất là nhiều chi tiết rất nhỏ lẻ. Cho nên là đây là một vấn đề chúng tôi rất trăn trở. Và chúng tôi thấy rằng đây là một vấn đề khó nhất. Thế thì giải pháp là gì? Thì xin báo cáo các đồng chí về các vị đại biểu Quốc hội là trước hết là về mặt thể chế thì cơ bản các văn bản hướng dẫn đã ban hành đầy đủ, nhưng tuy nhiên chúng tôi cũng khẳng định là chưa thể chắc chắn 100%. Trong quá trình thực hiện chắc chắn sẽ còn những vấn đề nảy sinh. Thì giải pháp của trung ương là sẽ tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc thế và hướng dẫn tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho địa phương. Thứ hai là đối với địa phương ấy, thì thứ hai là chúng tôi sẽ ở trong các văn bản hướng dẫn lần này sẽ tăng cường phân cấp tối đa tất cả mọi nguồn lực để cho địa phương quyết. Thế còn trung ương chỉ có hướng dẫn và đi đôn kiểm tra thôi. Thế còn lại là trách nhiệm địa phương thì tập trung lực lượng để triển khai. Đấy là những điều mà chúng tôi hết sức là lo lắng. Xin cảm ơn các đại biểu Quốc hội. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Tiếp theo xin mời đại biểu Vương Thị Hương, đoàn Hà Giang nếu có hỏi. Đại biểu Quang Thị Nguyệt, đoàn Điện Biên chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, xin được gửi tới Bộ trưởng chủ nhiệm câu hỏi như sau. Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Quốc hội khóa 14 đã ban hành nghị quyết 120 về phê duyệt chủ trương đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tại khoản 4 điều 2 nghị quyết 120 giao Chính phủ. Trong quá trình điều hành, Chính phủ tiếp tục rà soát, cân đối bố trí ngân sách trung ương, bổ sung cho chương trình tăng chi đầu tư phát triển, hỗ trợ để tăng vốn tín dụng chính sách và có giải pháp huy động hợp lý các nguồn vốn ODA, vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, vốn xã hội hóa cho chương trình. Với vai trò là cơ quan thường trực của chương trình, Bộ trưởng chủ nhiệm cho biết đã tham mưu cho Chính phủ thực hiện nhiệm vụ này như thế nào, kết quả ra sao. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng chủ nhiệm. Vâng, xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Quang Thị Nguyệt, Điện Biên nếu có hỏi. Đại biểu Trần Văn Khải, đoàn Hà Nam chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng. Mỗi dân tộc ở nước ta đều có phong tục tập quán và có nét văn hóa giá trị đặc trưng riêng. Tại nghị quyết 88/2019/QH14 đã xác định quan điểm là phải giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Và hiện nay việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng gắn với phát triển mô hình du lịch văn hóa cộng đồng các dân tộc ở nhiều địa phương và được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm trải nghiệm, một phần tạo ra thu nhập cho người dân, giúp người dân ổn định cuộc sống tại địa phương. Vì vậy cho thấy việc phát huy bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc là hết sức quan trọng. Xin Bộ trưởng cho biết, trong thời gian qua, công tác giữ gìn phát huy bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc được thực hiện như thế nào? Có những thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình thực hiện? Bộ trưởng có giải pháp gì trong thời gian tới? Và đồng thời câu hỏi này cũng xin được gửi đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Trần Văn Khải, đoàn Hà Nam. Đại biểu Trần Thu Hằng chuẩn bị. Vâng. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng. Liên quan đến việc giải quyết đất sản xuất cho đồng bào, thì đại biểu Dương Tấn Quân, đoàn Vũng Tàu cũng đã hỏi. Và Bộ trưởng thì cũng đã nói đến chuyện tức là có tình trạng thiếu và chậm giải quyết. Cá nhân tôi thì thấy rằng không chỉ có thiếu và chậm giải quyết đâu, nó còn có cái tình trạng như này. Một ý, là cái đất mà chúng ta giao cho đồng bào để sản xuất ý, thường là không đủ điều kiện
thiếu những cái điều kiện cơ bản như là thiếu nước tưới chẳng hạn, hoặc là các cái điều kiện hạ tầng đồng bào không thể sản xuất hoặc là chưa thể sản xuất được, cho nên dẫn tình trạng là cũng lại bỏ. Có cái tình trạng thứ hai á, là lấn chiếm này, rồi bán này sang nhượng sau khi được nhận được giao. Thế thì tôi xin trân trọng gửi đến Bộ trưởng hai câu hỏi. Một là xin Bộ trưởng cho biết nguyên nhân, trách nhiệm thuộc tổ chức cá nhân nào để ra tình trạng như vậy. Xin hết. Đại biểu có thể hỏi nốt ý thứ hai. Xin phép. Câu hỏi thứ hai á, Bộ trưởng đã có đề xuất những cái nội dung gì để đưa vào cái dự án luật đất đai sẽ dự kiến đưa trình Quốc hội thông qua trong cái kỳ họp thứ 6 tới để giải quyết căn cơ cái nội dung này. Xin cảm ơn chủ tọa kỳ họp, cảm ơn Quốc hội, cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Trần Thị Thu Hằng, đoàn Đắk Nông. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi đến Bộ trưởng một câu hỏi như sau. Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, một số nội dung tiểu dự án khi triển khai gặp những khó khăn vướng mắc như hỗ trợ đất ở, đất sản xuất dự án 1, đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình tiểu dự án 4 thuộc dự án 5. Đầu tư phát triển kinh tế xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù, tiểu dự án 1 thuộc dự án 9. Để triển khai đồng bộ hiệu quả chương trình này, đề nghị Bộ trưởng cho biết trách nhiệm và giải pháp tháo gỡ khó khăn trên trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Trạm Trọng Nghĩa, đoàn Lạng Sơn nêu tiếp câu hỏi. Kính thưa Bộ trưởng, tôi xin phép được gửi đến Bộ trưởng một câu hỏi. Đến nay, Bộ trưởng đã nhận nhiệm vụ chủ nhiệm Ủy ban dân tộc được 1/2 nhiệm kỳ. Nếu được chọn một vấn đề mà Bộ trưởng trăn trở nhất về công tác dân tộc thì đó là vấn đề gì? Bộ trưởng đã làm những gì để giải quyết trăn trở này? Khó khăn và thuận lợi ra sao? Bộ trưởng có giải pháp gì trong thời gian tới? Xin cảm ơn Bộ trưởng. Vì là vấn đề trăn trở cho nên đề nghị cho Bộ trưởng nghỉ giải lao một chút để suy nghĩ rồi khi sau vào sẽ trả lời. Xin mời Quốc hội nghỉ và sau giải lao thì đại biểu Bộ trưởng sẽ trả lời 5 đại biểu đã nêu hỏi, nhất là vấn trăn trở đấy. Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với chương trình bình luận về phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Chiều nay thì Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội liên quan đến những nội dung về lao động và việc làm. Và tính đến chiều nay thì đã có 46 đại biểu Quốc hội trực tiếp đặt câu hỏi, 11 đại biểu Quốc hội tham gia tranh luận và nhiều vấn đề thì đã được người đứng đầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giải đáp khá thuyết phục. Và theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá thì đây là một phiên chất vấn hết sức sôi nổi, trách nhiệm, đi thẳng vào những vấn đề người dân, cử tri, doanh nghiệp quan tâm. Và tiếp theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thì Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc với Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lệnh chịu trách nhiệm trả lời chính. Đầu giờ thì đã có 69 đại biểu đăng ký chất vấn người đứng đầu Ủy ban dân tộc về các vấn đề trách nhiệm của Ủy ban dân tộc trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chính sách dân tộc liên quan đến phân định các xã thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và việc giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc, khắc phục tình trạng du cư, du canh, tự phát, chặt phá rừng. Và cùng đồng hành với chúng tôi trong bình luận chiều nay đó là ông Hoàng Xuân Lương, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc. Xin cảm ơn ông đã đến tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Và trước khi đến với phần trao đổi với ông Hoàng Xuân Lương thì mời quý vị khán giả cùng theo dõi một số diễn biến đáng chú ý trong phiên chất vấn của buổi chiều ngày hôm nay. Tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số là vấn đề nhức nhối từ nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp. Là việc thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào là một việc rất lớn mà đây là nhu cầu thực tế. Thì nhu cầu về đất ở của vùng đồng bào dân tộc thiểu số khoảng trên 24.000 hộ gia đình. Thế và đất sản xuất là trên 43.000. Ủy ban dân tộc trình với Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 1719. Trong đó có đề ra các chỉ tiêu mục tiêu rất là cụ thể. Là đến năm 2025 thì giải quyết 60% cái nhu cầu đất ở cho cái người dân. Thế còn cái giai đoạn tiếp theo
là 2026-2030 là 40% còn lại. Và cái 17.000 giai đoạn 1 này là tập trung vào tất cả những cái vùng mà đồng bào dân tộc khó khăn nhất. Thế còn về đất sản xuất ấy, thì cũng có nhiều địa phương là có nguồn quỹ đất để hỗ trợ, để xây dựng thành các cái mô hình sắp xếp dân cư tập trung. Tuy nhiên rất nhiều địa phương là không còn quỹ đất, ở cấp xã cũng không có, cấp thôn cũng không có. Thì đây là một vấn đề rất là lớn mà cần phải có những giải pháp thống nhất ở giữa các bộ ngành. Vâng, thưa ông Hoàng Xuân Lương, thì trong video vừa rồi chúng ta đã thấy được rằng là tình trạng thiếu đất ở này, thiếu đất sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng đã được các đại biểu nhắc đến trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì theo ông thì cái vấn đề nguyên nhân tình trạng này tại sao vẫn tiếp diễn nhiều năm qua? Như chúng ta biết thì Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm đến chính sách dân tộc. Trong đó có thể nói là hàng đầu đấy chính là vấn đề đất sản xuất và đất ở. Chúng ta đã quyết tâm giải quyết rất nhiều năm. Nhưng mà tại sao nó vẫn là vấn đề nổi cộm? Là bởi vì cái thứ nhất là cái quỹ đất của chúng ta ở các địa phương ấy là không còn. Thứ hai ấy, là có những vùng đất còn đất chúng ta có thể giải quyết được cho dân. Nhưng mà đất nó cằn cỗi, nó không có cả cái điều kiện để mà có thể sản xuất được, cho nên người dân lại chuyển nhượng. Một cái điểm thứ ba nữa là do cái chính sách của mình ban hành nó thiếu một cái đồng bộ. Tức là thế này, mình tiền để mua một hectare đất là chỉ được có 20 triệu, nó không đáp ứng cái giá thực tế. Thứ hai nữa là trong cái số tiền để mua đất đấy thì vừa là tiền của ngân sách nhà nước, lại vừa là cái vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội. Thì giữa hai cái nguồn này nó không hợp nhau. Có lúc được nguồn này thì cái nguồn kia lại chưa có. Cho nên cái việc mua bán đất để mà giải quyết đất cho người dân là gặp khó khăn. Và nói về cái chuyện giải quyết đất sản xuất đấy, thì qua nghiên cứu thực tiễn ấy, thì chúng tôi rất muốn đề nghị một cái ý rất quan trọng là chúng ta nên thay đổi cái từ là giải quyết cái chính sách sản xuất bằng một cái cụm từ mới hơn. Đó là giải quyết đất sản xuất và chuyển đổi nghề cho người dân ở những nơi không còn đất sản xuất. Bởi vì mục tiêu của chúng ta để đảm bảo cái cuộc sống người dân ổn định. Có tức là anh làm cái gì cũng được, nhưng miễn làm sao đó cuộc sống ổn định. Thế ở những nơi mà không còn đất nữa, quỹ đất không còn ấy, thì chúng ta không nên tập trung vào cái chuyện đi tìm đất. Mà vấn đề cốt lõi xác định không còn đất nữa, không còn cái đất có điều kiện sản xuất nữa, thì phải chuyển đổi nghề để làm sao cái hộ đồng bào dân tộc thiểu số đó sống được bằng nghề của họ. Cho nên chúng tôi kiến nghị là chuyển đổi cái cụm từ là từ giải quyết đất sản xuất thành cái cụm từ là giải quyết đất sản xuất và chuyển đổi nghề cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở những nơi không còn đất. Tôi khi mà ông nói ý đấy thì tôi cũng nhớ đến một ý kiến của đại biểu Quốc hội trong buổi chiều ngày hôm nay thì cũng đã có cái đề xuất rằng là chúng ta cần quan tâm hơn đến những cái chính sách mà đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thì ông có gợi ý thêm gì không, thì những cái nghề mà chúng ta có thể tập trung ở đây để giải quyết, để cân nhắc trong thời gian tới? Có thể nói là việc dạy nghề trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội và các cái tỉnh ấy thì cũng đã nhận được cái kiến nghị của dân, cho nên cũng đã có nhiều cái thay đổi đấy. Tuy nhiên tôi có thể nói thật lòng là cái dạy nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chúng ta chưa thành công lớn lắm. Nó chưa phù hợp với cái điều kiện để mà sinh kế cho người dân tộc thiểu số. Tức là có những cái nghề mà sau đó học xong người ta lại không áp dụng được. Vì thế tôi đề nghị cái điểm đầu tiên để nói về cái dạy nghề người dân ấy, thì trước hết là chúng ta phải để các địa phương tự khảo sát, tự lên chương trình để xây dựng. Đấy, thì nó sát hơn. Lần này trong chương trình tổng thể về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi thì Quốc hội cũng như Chính phủ có một chủ trương rất đúng là chúng ta giao cái nguồn cơ bản về cho địa phương để giới địa phương người ta tự chủ động sắp xếp. Ở trên trung ương này là chỉ lo về nguyên tắc, về mục tiêu và cái tiêu chí lớn thôi. Còn dưới địa phương để người ta phải chủ động, thì trong đó có cái chính sách dạy nghề. Vâng, đúng là mỗi địa phương khác nhau thì cũng sẽ có những đặc thù. Là cả nghề khác nhau chứ không thể theo một cái chung như ở trung ương chỉ đạo. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của ông Hoàng Công Lượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với điểm cầu nhà Quốc hội với phóng viên Quỳnh Trang đang có mặt tại đây và với những thông tin từ nghị trường. Vâng, xin mời chị Quỳnh Trang ạ.
Dạ vâng, ở đầu cầu Diên Hồng thì hôm nay chúng tôi xin được trao đổi với đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Dạ vâng, thưa đại biểu Nguyễn Lâm Thành ạ, một trong những cái nội dung mà ngay đầu phiên chất vấn đối với Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã nhận được nhiều cái câu hỏi của các đại biểu, đó là cái vấn đề liên quan đến thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Và chúng tôi cũng được biết là vừa qua thì Quốc hội cũng đã thực hiện một cái cuộc giám sát chuyên đề về vấn đề này. Và ông đánh giá như thế nào về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Hầu An Lành về nội dung này ạ? Tôi cho rằng là lần đầu tiên Bộ trưởng chủ nhiệm dân tộc đăng đàn trả lời trước Quốc hội về cái trách nhiệm của mình đối với vai trò tư lệnh ngành trong lĩnh vực dân tộc, và đặc biệt là liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia, thì tôi thấy rằng là Bộ trưởng đã nắm tương đối chắc các vấn đề và trả lời khá rõ những cái câu hỏi của đại biểu nêu ra ở tất cả các khía cạnh về nội dung, về bao quát các cái vấn đề mà cần được làm rõ cũng như là xác định được cái trách nhiệm của cơ quan chủ quản là Ủy ban Dân tộc, cũng như là cái trách nhiệm phối hợp với các bộ ngành có liên quan, cũng như là vai trò trách nhiệm chung của chính phủ trong việc mà thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn hiện nay, trong đó có cái chương trình liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Dạ vâng, thưa ông, là qua cái thực tiễn của cái kết quả giám sát thì ông thấy rằng là để mà thực hiện có hiệu quả các cái chương trình mục tiêu quốc gia như vậy thì cái vướng mắc lớn nhất mà các địa phương gặp phải trong cái quá trình triển khai thực hiện đó là gì ạ? Có thể nói là qua cái giám sát bước đầu của Quốc hội vừa qua thì cũng đã phát hiện ra rất nhiều những vấn đề, và cũng chính là những vấn đề thực tiễn ở các địa phương cử tri nêu và các đại biểu Quốc hội nêu. Một trong những yếu tố mà nội dung mà được xem là điểm nghẽn hiện nay là những cái việc hệ thống các cái văn bản hướng dẫn quy định về cơ chế chính sách để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, và không chỉ là chương trình về dân tộc thiểu số và miền núi mà làm cái chương trình mà hiện nay có nhiều nội dung vướng mắc nhất, và kể cả các cái nội dung liên quan đến chương trình nông thôn mới và chương trình giảm nghèo thì cũng đang trong một cái tiến trình là bị có cái điểm nghẽn về cái cơ chế chính sách, do cái việc chậm ban hành, do tính đồng bộ của các văn bản cơ chế chính sách, và đặc biệt là tính phù hợp của các cái nội dung quy định trong văn bản chính sách, thì điều này cũng sẽ làm khó hơn cho cái việc tổ chức thực hiện ở các địa phương. Tất nhiên là chúng tôi cũng nhận thức rõ ràng là cái yêu cầu của việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn này thì nó có rất nhiều những điểm mới, đặc biệt là nhấn mạnh đến cái tính phối hợp, tính trọng tâm trọng điểm và những nguyên tắc mà Quốc hội cũng đã đề ra trong các nghị quyết, và một số điểm nữa là liên quan đến cái yêu cầu về phân cấp cho các địa phương, và cái sự phân cấp này thì cũng làm kéo dài thêm cái quy trình thực hiện của các văn bản chính sách. Tôi cho rằng là đấy là những cái điểm mà sắp tới chúng ta phải có những cái gấp rút để điều chỉnh sửa đổi bổ sung để các văn bản chính sách này nó thực sự là phù hợp để thực hiện được tốt. Dạ vâng, trong cái phiên thảo luận vừa rồi thì phiên chất vấn vừa rồi thì nhiều đại biểu cũng đánh giá cao những cái nỗ lực của chính phủ, đặc biệt là gần đây thì chính phủ cũng đã ban hành cái công điện về thực hiện cái chương trình này. Tuy nhiên là vẫn rất là khó để mà thực hiện giải ngân các cái chương trình mục tiêu quốc gia, và nhiều đại biểu lo ngại rằng là nếu mà chậm triển khai các cái chương trình sẽ dẫn đến nguồn lực đầu tư cho các chương trình bị lãng phí. Và theo ông thì chính phủ cũng như là Ủy ban Dân tộc cần phải tập trung tháo gỡ điểm nghẽn gì để mà đẩy nhanh tiến độ giải ngân cũng như là thực hiện được đúng như cái mục tiêu của chương trình đặt ra? Đúng là chính phủ thì cũng có rất nhiều những cái nỗ lực trong cái việc chỉ đạo vừa qua bằng cái việc mà ban hành cái công điện 71 để xử lý, rồi là quyết định 29 về việc mà sửa đổi 10 cái văn bản thông tư nghị định liên quan đến thực hiện 3 cái chương trình mục tiêu quốc gia. Đấy. Và tôi cho rằng đấy là những động thái rất là tích cực. Và qua cái báo cáo của Bộ trưởng chủ nhiệm dân tộc thì cũng thấy rất rõ cái sự vào cuộc của chính phủ và các bộ ngành, và đồng thời các địa phương cũng có sự vào cuộc rất là tích cực cho cái việc mà tổ chức thực hiện cái 3 cái chương trình mục tiêu này. Tuy nhiên là với một cái thời điểm hiện nay mà chúng ta được xem là ở vào giữa giai đoạn giữa của việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia rồi, mà chúng ta vẫn đang trong ở cái giai đoạn đầu, có những phần việc thì được thực hiện nhưng có rất nhiều phần việc hiện nay chưa được thực hiện, đặc biệt là những cái phần cái nội dung hoạt động liên quan đến phần vốn sự nghiệp. Đấy, và đây là cũng là những cái mà nó đang bị ách tắc trong cái quá trình giải ngân và cái câu chuyện hiện hữu mà liệu chúng ta có thể là hoàn thành được cái việc mà giải ngân được hay không, hết hay không,
thì tôi cho rằng đây là một câu hỏi rất khó, một vấn đề rất lớn đang đặt ra. Và để giải quyết được vấn đề này thì tôi cho rằng là cũng cần phải có một cái tháo gỡ mạnh về vấn đề cơ chế chính sách. Chẳng hạn như những vấn đề nó liên quan đến giải quyết cái nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng phải trình Quốc hội để có những cái điều chỉnh về sử dụng cái nguồn vốn cho cái nhà ở để chuyển sang vốn sự nghiệp, hoặc là cái phần mà các địa phương yêu cầu là cái vốn sự nghiệp dự tính cho các địa phương thực hiện trong giai đoạn 5 năm thì phải đưa vào trong một cái dự kiến kế hoạch để các địa phương chủ động trong cái việc mà tổ chức các hoạt động của mình. Còn nếu không, nếu như chúng ta chỉ bố trí trong kế hoạch hàng năm thì rất bị động trong việc thực hiện. Thì bên cạnh đó rất nhiều những cái quy định về vấn đề chuyển nguồn, về vấn đề thay đổi những cái hạng mục mà tương tự nhau ở để điều phối trong các cái chương trình mục tiêu quốc gia có cùng chung nội dung, thì tôi cho rằng đấy là những điểm mà cần phải được tháo gỡ. Và các cái hoạt động của thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia mới có thể vận hành được. Và cái điểm nghẽn về tài chính tôi cho rằng vẫn là một cái điểm mà hiện nay đang mắc rất nhiều và sẽ là cái điểm chúng ta cần tập trung giải quyết. Cơ chế thủ tục cũng là những vấn đề cũng đặt ra. Chúng ta ban hành cũng quá nhiều vấn đề cơ chế thủ tục thì dẫn đến là thời gian thực hiện nó bị chậm và quá trình thực hiện cũng sẽ bị chậm, và đương nhiên là ảnh hưởng đến cái tiến độ giải ngân. Và tôi cho rằng là cần phải có sự vào cuộc tích cực hơn nữa từ phía các bộ ngành, chính phủ, trung ương cũng như là các địa phương, đặc biệt là cả ở cấp huyện và cấp xã thì mới có thể vận hành đưa các chương trình mục tiêu quốc gia này đi vào thực tế cuộc sống và đi vào cái đời sống của người dân. Và hơn ai hết thì người dân mới có thể được hưởng lợi từ chính cái thành quả của các chương trình mục tiêu quốc gia này và hưởng lợi từ chính các cái đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước trong cái việc mà phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo. Dạ vâng, xin được cảm ơn đại biểu Nguyễn Lâm Thành với những chia sẻ vừa rồi ạ. Và xin mời biên tập viên Minh Hằng tiếp tục với chương trình ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Quỳnh Trang và đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành. Thưa ông Hoàng Xuân Lương, thì như vừa rồi chúng ta cũng nghe trao đổi của đại biểu Nguyễn Lâm Thành thì cũng thấy được rằng là các đại biểu cũng rất là quan tâm, lo lắng cho việc tiến độ giải ngân vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia. Thế thì ông chia sẻ như thế nào về cái phần giải pháp vừa rồi khi mà đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành cũng đã đưa ra? Tôi theo dõi trên diễn đàn Quốc hội thì phải nói là rất nhiều đại biểu quan tâm ở một cái việc là Quốc hội thì đã ban hành nghị quyết 120 từ năm 2020, nhưng mà đến 2022, tức là 62 năm sau thì chúng ta mới có cả cái văn bản để mà hoàn thiện chỉ đạo thực hiện chương trình. Thì tôi xin nói thế này, thực ra đây là một cái giai đoạn sau khi mà Quốc hội ban hành nghị quyết 120 thì đất nước ta bị vướng vào cái dịch Covid. Phải nói là chính phủ tập trung rất cao cho cái chống dịch. Do đó là cái việc ban hành các cái quyết định để mà thể chế hóa thực hiện cái nghị quyết Quốc hội là có chậm đi. Nhưng mà cái điều kiện khách quan này tôi nghĩ là nó lúc đó rất khó khăn. Cho nên là cho mãi đến khi tôi biết chính xác là Quốc hội phải có văn bản đốt đốc thì lúc bây giờ là chính phủ mới có cái quyết định mà triển khai chương trình. Cho nên cái việc này ý của tôi là tuy chậm nhưng mà vẫn có cái điều kiện khách quan đấy. Cái việc thứ hai ấy, mà triển khai chương trình vướng mắc như đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã nói là rất đúng đắn. Là vì thế này, sau khi mình triển khai chương trình xuống, nhưng mà cái hệ thống văn bản hướng dẫn của các bộ ngành nó không kịp thời. Cho nên các địa phương anh em là bây giờ trong điều kiện bây giờ là anh em không dám làm. Phải có văn bản chi tiết nói rất rõ về việc giải ngân nguồn vốn đấy thì dựa vào văn bản nào. Thì anh em giữa địa phương mới làm. Cho nên ấy, nó vướng mắc lại. Một cái điểm thứ ba là rất quan trọng thế này. Ở giữa các địa phương ấy, là do những cái năm vừa qua là người địa phương vận động được các cái nguồn vốn khác ngoài ngân sách từ cuộc vận động nhân dân. Ví dụ như là vấn đề làm nhà cho người nghèo, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số. Thì chúng ta đã hoàn thiện cái nhà ở rồi. Thế bây giờ ở trong chương trình mục tiêu quốc gia chúng ta vẫn có làm nhà. Thì bây giờ địa phương muốn chuyển cái nguồn làm nhà đó sang cho nguồn vốn sự nghiệp phát triển sản xuất này khác thì không chuyển được. Cái đó dứt khoát phải có chủ trương từ trung ương. Đấy, thì những cái khó khăn đó nó làm cho cái chương trình chúng ta bị chậm lại. Vâng. Thế thì trong cái phần trả lời của đại biểu Nguyễn Lâm Thành thì tôi cũng thấy rằng là ông Thành cho rằng là chúng ta cũng cần huy động thêm cả cấp xã, cấp thôn ở đây nữa, thì ông đánh giá gì về việc mà chúng ta cũng huy động thêm những đơn vị cơ sở đấy vào để cùng giải quyết những cái vấn đề tồn tại ở địa phương?
Trong cái chính sách ban hành chương trình mục tiêu quốc gia lần này đấy, thì như tôi đã nói ban đầu là Quốc hội cũng như Chính phủ có chủ trương rất đúng, là chúng ta ở Trung ương ấy, là chúng ta chỉ xác định mục tiêu, tiêu chí, rồi cả cái nguyên tắc cơ bản trong bố trí vốn, còn lại là nguồn vốn chúng ta giao địa phương. Đấy. Để cho địa phương thì có quyền sử dụng và điều chuyển ở trong phạm vi của từng dự án thuộc địa phương mình quản lý. Thì tức tính chủ động này rất rõ. Và thứ hai là do cái chủ trương đó của Quốc hội và Chính phủ, cho nên ý, là chúng ta có thể huy động được cái sức dân từ ở dưới huyện, dưới xã, kể cả dưới thôn bản, điểm tham gia chương trình giống như là tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Thì nếu chúng ta ở đâu mà chúng ta huy động được sức dân vào để cùng góp sức nhà nước để mình giải quyết, thì công việc chắc chắn là trôi chảy hơn nhiều. Cho nên ý kiến của đại biểu Nguyễn Lâm Thanh hoàn toàn đúng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Hoàng Xuân Lương. Và trước khi tiếp tục câu chuyện này thì xin mời vị khách mời cũng đến với một tổng hợp của chúng tôi trong phiên chất vấn của buổi chiều ngày hôm nay. Cử tri cho rằng cần có những định hướng hoàn thiện về cơ chế chính sách dân tộc trong thời gian tới, đó là sớm nghiên cứu ban hành luật về hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với tư cách là tư lệnh ngành trong lĩnh vực này, thì Bộ trưởng có suy nghĩ gì? Là từ năm 2017, Ủy ban dân tộc cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ cho xây dựng luật dân tộc. Nhưng lúc đó ấy, thì vì là lĩnh vực công tác dân tộc và chính sách dân tộc liên quan rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Thế cho nên là để đảm bảo xây dựng một cái luật nó phù hợp và không đảm bảo là thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam, không chồng chéo các pháp luật chuyên ngành liên quan khác, thì cần phải có tiếp tục thời gian một nghiên cứu nữa, chứ chưa trình được ngay để Quốc hội. Nhưng mà về quan điểm của tôi thì nếu đã có được một luật thì sẽ rất là tốt. Đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn Lâm Đồng thì không nêu là luật dân tộc, mà chỉ nêu là luật hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thôi. Thế thì cái luật dân tộc và luật hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thì có phải giống nhau không? Hay là khác nhau? Vì tôi viết nguyên văn ở đây là đại biểu Nguyễn Tạo nói là luật hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Vâng, thưa ông Hoàng Xuân Lương, thì trong cái đoạn video vừa rồi thì ông có những cái bình luận như thế nào, nhất là trong cái thông tin là việc mà xây dựng luật dân tộc thì sẽ có ý nghĩa như thế nào cho việc là phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số ạ? Chúng ta biết là khi mà đảng đã có nghị quyết thì phải được luật hóa thì cả xã hội mới vận động thực hiện được. Tuy nhiên vấn đề dân tộc ấy là vấn đề rất đặc biệt nhạy cảm và nó liên quan rất nhiều lĩnh vực. Vì thế ở nước ta thì đã có 66 bộ luật và bao gồm 274 điều được thể chế hóa các cái quan điểm của đảng vào trong các cái bộ luật đấy. Tuy nhiên là nó rất tản mạn, cho nên nhu cầu thực tiễn thôi, nó cần phải có một cái sự sắp xếp lại để có một bộ luật chuyên ngành. Tuy nhiên quá trình gần 30 năm qua xây dựng luật dân tộc thì nó gặp rất nhiều cái khó khăn. Và chúng tôi là người trực tiếp làm công tác dân tộc ấy, tôi cũng được tham gia vào trong ban soạn thảo cái luật dân tộc này. Thì cho đến giờ phút này chúng tôi cũng nhận thấy ấy, là Quốc hội đã có nghị quyết 88 và nghị quyết 120. Nó bao quát khá toàn diện, thể chế hóa rất toàn diện các cái quan điểm của đảng. Và nó bao gồm trong đó rất nhiều cái hệ thống chính sách dân tộc. Do đó tôi nghĩ là cái việc mà có một số năm mà chúng ta nghiên cứu để xây dựng hỗ trợ cái luật gọi là luật hỗ trợ vùng dân tộc ấy, thì cái chữ hỗ trợ vùng dân tộc thì theo tôi nghĩ là cái luật đó bây giờ cũng không cần thiết nữa, mà cái đó là được bao hàm trong nghị quyết 88 và nghị quyết 120 của Quốc hội rồi. Nó có tính nghị quyết Quốc hội có tính chất pháp lý rất cao. Còn cái luật dân tộc ấy chắc chắn là chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu, nhưng mà vì nó là bị trồng lấn vướng mắc về 66 cái bộ luật đã có các cái điều khoản về người dân tộc thiểu số trong đó, cho bây giờ xây dựng luật dân tộc làm sao lại tránh cái trồng lấn đấy giữa 66 bộ luật, thì rõ ràng cái quá trình xây dựng luật dân tộc này cần phải được nghiên cứu một cách chặt chẽ hơn, đầy đủ hơn, như ý kiến của Bộ trưởng Hầu A Lệnh là đúng. Vâng.
Vâng, đúng như là như lúc nãy chúng ta cũng thấy là một đại biểu Quốc hội cũng đã phải cho rằng là các cái văn bản vì chính sách mà hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số là vẫn còn đang tản mát ở nhiều nơi đúng không ạ? Thế nên là chúng ta cũng cần 66 bộ luật. Dạ vâng, nên là chúng ta cũng rất là cần có việc là xây dựng luật luật dân tộc chứ không phải là luật hỗ trợ đồng bào dân tộc. Vâng. Không ạ? Vâng. Vâng thưa ông, thì cũng trong cái nội dung buổi chiều ngày hôm nay thảo luận thì cũng tôi thấy là các đại biểu cũng nhắc nhiều đến cái quyết định 681 và 861 nêu lên cái câu chuyện về các xã thì không còn là vùng đặc biệt khó khăn nữa thì sẽ không được hưởng các cái chính sách ưu đãi đầu tư của giai đoạn 2016-2020. Thế thì trước cái tình trạng này thì chính phủ cũng đã giao bộ ngành để có những điều chỉnh một số các cái chính sách bảo như là trong đó có chính sách bảo hiểm người dân, thì ông cũng có bình luận và bổ sung thêm gì về cái việc mà triển khai cái quyết định này không? Có một lần trên truyền hình Quốc hội tôi đã nói rõ về trách nhiệm của chuyên gia nghiên cứu độc lập ấy. Thì tôi cho rằng cái lỗi của chúng ta trong cái việc là thực hiện triển khai cái quyết định 861 này nó ở cái chỗ này. Thứ nhất là hiện nay ở nước ta đang có hai cái bộ tiêu chí phân định. Dạ vâng, vâng xin rất xin lỗi ông là chúng ta lại bắt đầu phiên chất vấn rồi nên là chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này trong một thời gian khác. Và còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội. Xin mời Quốc hội chúng ta tiếp tục chương trình buổi chiều hôm nay. Mời Bộ trưởng trả lời câu hỏi chất vấn của 5 vị đại biểu Quốc hội đã nêu trước giờ giải lao. Kính thưa Quốc hội, tôi xin trả lời câu hỏi của đại biểu Vương Thị Hương, Hà Giang. Thứ nhất là đại biểu có hỏi là khoản 4 điều 2 của nghị quyết 120 thì có giao cho chính phủ hai nhiệm vụ. Một là cái bố trí vốn trong cái cơ cấu vốn của tổng cơ cấu vốn được phê duyệt. Thứ hai là cái giải pháp về huy động các nguồn vốn khác ngoài ngân sách nhà nước. Thì trước hết là đối với bố trí vốn thì xin báo cáo với các đại biểu Quốc hội là theo nghị quyết 120 được phê duyệt thì đến thời điểm này thì chính phủ cũng đã, Ủy ban dân tộc cũng đã phối hợp các bộ ngành để tham mưu và trình cho chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và trình Quốc hội đã bố trí đủ vốn theo đúng tinh thần nghị quyết 120 là 104.000 tỷ vốn của Trung ương cho cái giai đoạn từ nay đến 2025. Đấy là ngân sách hỗ trợ của ngân sách nhà nước, thì trong đó thì vốn đầu tư là 50.000 tỷ và vốn sự nghiệp là 54.000 tỷ. Ngoài ra thì trong cơ cấu vốn bố trí cho chương trình thì còn có một số các cái nguồn vốn khác, gồm có vốn tín dụng là 19.700 tỷ, thế và vốn cho địa phương đối ứng là 10%, khoảng độ trên 10.000 tỷ. Thế còn nghị quyết Quốc hội cũng giao cho chính phủ là huy động nguồn ngân sách ngoài ngân sách nhà nước và các cái nguồn vốn như tôi vừa nêu là khoảng 2.027 tỷ cho cái từ nguồn ODA, thế và có khuyến khích huy động một số các nguồn vốn xã hội khác. Thế thì thứ nhất là việc bố trí nguồn vốn có thể khẳng định là đến thời điểm hiện nay thì chính phủ đã trình Quốc hội và bố trí đủ nguồn theo kế hoạch hàng năm thì sẽ triển khai theo đúng cái kế hoạch bố trí vốn của Quốc hội đã phê duyệt. Thế còn cái giải pháp huy động nguồn vốn khác thì xin báo cáo các đồng chí là ngay sau khi mà trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư tại quyết định 1719 thì Ủy ban dân tộc cũng đã phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư và các bộ ngành để tham mưu cho Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng một cái kế hoạch để huy động các nguồn vốn khác ngoài ngân sách, gồm có nguồn vốn ODA, thế và các cái nguồn vốn của các doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty. Nhưng đúng thời điểm năm 2021 và đầu năm và năm 2022 rơi vào thời điểm rất khó khăn của đất nước vì Covid-19, thế và các doanh nghiệp thì cũng hoạt động rất là khó khăn, với đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tập đoàn, tổng công ty lớn thì chúng ta cũng không đặt vấn đề là huy động trong giai đoạn này. Thế còn đối với vốn ODA thì xin báo cáo các đồng chí là Ủy ban dân tộc cũng đã có một dự án để cùng với Bộ Giáo dục, một số bộ ngành để làm việc với Ngân hàng Thế giới, thế để huy động một cái khoản ngân sách khoảng độ gần trái 9.000 tỷ và đã làm xong cái bước thủ tục là xây dựng các khung chính sách và tiến hành khảo sát các địa phương để tập trung đầu tư cho 75 tuyến đường cho các cái xã đặc biệt khó khăn. Thế và cái khung chính sách này đã được phía Ngân hàng Thế giới đã chấp thuận
Tuy nhiên, thì trong quá trình đàm phán năm 2022, thì chúng ta cũng còn đang vướng mấy vấn đề. Một là chương trình mục tiêu chưa triển khai, cho nên là nguồn vốn của ngân sách nhà nước chưa giải ngân đồng nào. Thứ hai nữa là cái áp lực về đầu tư công, áp lực về nợ trần nợ công cũng là một vấn đề. Thế cho nên là các một số bộ ngành cũng đang có ý kiến là tiếp tục cân nhắc vấn đề này để vào một cái giai đoạn thích hợp. Chính vì như thế cho nên là Ngân hàng Thế giới cũng thống nhất là dừng lại vì hết cái năm tài khoá năm 2022. Cho nên dự án này hiện nay đang tạm dừng và tới đây Ủy ban dân tộc sẽ phối hợp với các bộ ngành để báo cáo với lại chính phủ để cho tiếp tục nghiên cứu và đàm phán lại cái dự án này. Như vậy là cái khả năng để huy động nguồn vốn ngoài ngân sách theo nghị quyết Quốc hội khoảng 2.000 tỷ bổ sung thêm thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để thực hiện trong giai đoạn từ nay 2025. Thế còn các nguồn ngân sách mà huy động từ các cái tổ chức ở trong nước thì báo cáo các đại biểu là giai đoạn này cũng là giai đoạn đang rất khó khăn cho nên là cũng chưa đặt vấn đề này. Thì trong thời gian tới tùy theo diễn biến tình hình thì Ủy ban dân tộc sẽ báo cáo với chính phủ để có cái giải pháp để huy động vào cái thời điểm thích hợp. Vấn đề thứ hai là phát biểu của ý kiến của đại biểu Quảng Thị Nguyệt là về vấn đề văn hóa. Về vấn đề văn hóa thì xin báo cáo các đồng chí là có hai ý này thôi, tức là chủ trương về bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc là một chủ trương lớn của Đảng trong tất cả các kỳ đại hội. Thế và đặc biệt là sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có các cái hội nghị chuyên đề về lĩnh vực văn hóa để càng khẳng định thêm là cái sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của nhà nước, cả hệ thống chính trị đối với lĩnh vực văn hóa nói chung và trong đó có lĩnh vực công tác này. Thì trong suốt quá trình vừa qua thì thực hiện nghị quyết Trung ương 8, Trung ương 5 khóa 8, thế và các cái văn bản chủ trương của Đảng thì chính phủ cũng đã ban hành rất là nhiều chính sách để thực hiện, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ để cho nghệ nhân, thế rồi hỗ trợ cho phát triển các cái làng văn hóa, rồi là gìn giữ về các nét đẹp và phong tục tập quán, lễ hội truyền thống của bà con nhân dân, vân vân. Thì với trách nhiệm của Ủy ban dân tộc thì chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với Bộ Văn hóa để triển khai nội dung này. Tuy nhiên thì báo cáo với các đại biểu là đến thời điểm hiện nay đấy, qua đánh giá lại thì cũng còn có những vấn đề mà chúng ta cũng còn phải tiếp tục để hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới. Đó là những vấn đề về chính sách hỗ trợ đối với lại nghệ nhân của đồng bào dân tộc thiểu số để gìn giữ các bản sắc văn hóa của mình ở từng dân tộc một thì cũng cần phải rà soát và bổ sung thêm. Thứ hai nữa là các chính sách hỗ trợ để xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp với phong tục tập quán, rồi là chế độ chính sách khác liên quan đến hỗ trợ cho bà con để tổ chức các cái hoạt động văn hóa để làm sao để bà con có cơ hội để tự hào với lại bản sắc văn hóa của mình, thế và chính bà con đã xây dựng ý thức để gìn giữ bản sắc văn hóa của mình. Thì những vấn đề này là những vấn đề chúng tôi đang suy nghĩ, cũng rất là mong muốn. Thế và vừa qua thì Bộ Chính trị cũng đã giao cho chính phủ và chính phủ cũng đã giao cho Bộ Văn hóa là đang xây dựng cái chương trình mục tiêu phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. Thì trong quá trình mà soạn thảo chương trình mục tiêu này thì Ủy ban dân tộc sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa để đưa các cái nội dung có liên quan những vấn đề còn bất cập vào trong chương trình mục tiêu để trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong thời gian tới. Vấn đề thứ ba là đại biểu Trần Văn Khải, Hà Nam có phát biểu về một vấn đề thực tiễn hiện nay trong việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân. Thì báo cáo các đại biểu là trong thực tiễn thì nó xảy ra mấy trường hợp, nhưng có 3 trường hợp phổ biến. Một trường hợp ấy, thứ nhất ấy, là chúng ta đang tập trung để giải quyết, đó là những hộ dân mà chưa được cấp đất lần nào, không có đất ở và chưa có đất sản xuất do yếu tố hết sức là khách quan. Thì cái này chúng ta đang tập trung giải quyết, nhưng mà trong thực tiễn cũng xảy ra có một số trường hợp khác. Một số trường hợp khác là đã được cấp đất rồi, kể cả đất ở, kể cả đất sản xuất, nhưng trong quá trình thực tiễn thì có thể là chuyển nhượng, có thể mua bán, hoặc có thể là cho tặng, hoặc là tranh chấp. Đấy, những vấn đề đó đều diễn biến ở các địa phương đều khó. Thế thì báo cáo các đồng chí là về thẩm quyền, về quyền của người dân được chuyển nhượng, được mua bán, được cho tặng thì thực hiện theo quy định pháp luật. Thế và các địa phương thì khi xác nhận cái này cũng triển khai, cũng thực hiện theo quy định pháp luật, trừ những trường hợp mà không theo quy định pháp luật mà họ cho tặng một cách tự do, không có ai xác nhận. Thì cái đấy là cũng có diễn biến xảy ra. Thế và trong số những cái hộ dân mà chúng ta đang các địa phương thống kê lên để đề nghị sắp xếp thì cũng có những trường hợp như thế này. Thì trách nhiệm của các địa phương ấy thì là qua quá trình rà soát thì các đồng chí cũng rà soát cái này. Cũng rà soát cái này để đảm bảo thì chúng ta có khi chính sách chúng ta triển khai để hỗ trợ cho người dân để đảm bảo công bằng. Thế và vấn đề này thì theo đại biểu nói là trách nhiệm thuộc về ai? Thì xin báo cáo các đồng chí là
Nếu mà những trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định của các pháp luật hiện hành về luật quản lý đất đai, về pháp luật quản lý đất đai, pháp luật quản lý và trật tự xây dựng, trật tự đô thị v.v. thì đều do giao cấp ủy chính quyền địa phương hết. Cái việc mua bán chuyển nhượng này là đều do địa phương hết. Kể cả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng là do địa phương. Và ở trung ương thì ban hành luật, ban hành các nghị định, các chính sách để hỗ trợ. Thế thì cái việc này cần phải có một sự phối hợp thống nhất từ trung ương đến địa phương. Trung ương thì tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, thế còn địa phương ấy thì là cái công tác kiểm tra tại địa phương và xử lý vi phạm nếu có. Thì đây là những vấn đề mà có phải có giải pháp tổng hợp. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là trong giai đoạn tới thì chắc chắn khi sửa luật đất đai và một số các vấn đề liên quan các pháp luật khác thì sẽ có những cái thiết chế, chế tài để xử lý những vấn đề này tốt hơn. Vấn đề thứ ba là vấn đề thứ hai của đại biểu hỏi là có đề xuất gì trong sửa luật đất đai. Thì xin báo cáo các đại biểu là trong quá trình dự thảo luật đất đai sửa đổi vừa qua đấy, thì chúng tôi cũng đã, Ủy ban dân tộc cũng đã tham gia hai lần để tham gia sửa đổi luật đất đai. Thì trong các cái điều luật của luật đất đai năm 2013 thì cũng đã có những điều luật để quy định về cấp đất rồi là các vấn đề cho người dân tộc thiểu số. Thế và lần này cái dự thảo sửa đổi luật thì Ủy ban dân tộc cũng đã có văn bản để báo cáo với ban chỉ đạo sửa luật, thế rồi là gửi cho Bộ Tài nguyên Môi trường để tổng hợp. Thì chúng tôi cũng đã có cái đề nghị có hai khoản như thế này tại điều 27. Điều 27 thì là quy định tại khoản 1 là có chính sách về đất ở, đất sinh hoạt cho cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục tập quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng. Và cái khoản 2 đấy, trong cái điều 27 này thì có đề nghị một cái chính sách là có chính sách tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở nông thôn có đất để sản xuất nông nghiệp. Để như vậy là được cụ thể hóa cái này vào trong luật. Thì chúng tôi cũng đang đề nghị vào trong dự thảo luật lần này. Thế thì đây là ý kiến của Ủy ban dân tộc trong việc tham gia. Thế còn các lĩnh vực khác thì chúng tôi cũng đã có ý kiến tham gia rồi. Vấn đề thứ đại biểu thứ ba là đại biểu Trần Thu Hằng có đề nghị là hỏi về vấn đề phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số để được gần nửa giai đoạn, tuy nhiên một số dự án chưa có văn bản hướng dẫn của bộ ngành. Thế ví dụ tiểu dự án 4, dự án 5 đào tạo nâng cao năng lực. Thế thì thứ nhất là cái nhóm ở các văn bản để hướng dẫn thực hiện các bộ ngành thì cái phần trả lời trước tôi đã nói chung rồi. Thế còn đối với dự án 4, dự án 5 là cái tiểu dự án về đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình. Thì xin báo cáo với đại biểu, với các đại biểu quốc hội là nội dung này thì cần phải làm mấy việc. Một là phải ban hành một cái bộ tài liệu khung. Đây là thuộc trách nhiệm của Ủy ban dân tộc. Và hiện nay Ủy ban dân tộc đã hoàn thiện công tác biên soạn tài liệu, đang trong quá trình thẩm định để cái tài liệu để tập huấn để cho cái đội ngũ khung. Thế còn cái cụ thể xuống đến địa phương thì trong thông tư 02 cũng đã có cái hướng dẫn thực hiện tiểu dự án này là các địa phương sẽ bổ sung cập nhật thêm cái tình hình thực tiễn tại địa phương trong quá trình những kinh nghiệm trong quá trình triển khai chương trình ở địa phương để bổ sung vào trong tài liệu để tập huấn cho đội ngũ cán bộ ở địa phương mình. Khi mà có cái tài liệu khung của trung ương cập nhật bổ sung thêm cái tình hình thực tiễn tại từng cơ sở thì để các địa phương sẽ tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý cũng như cán bộ triển khai chương trình và cán bộ cộng đồng của các địa phương nó phù hợp hơn. Thì chúng tôi có kết hợp giữa cái việc là biên soạn tài liệu ở trung ương và hướng dẫn trong thông tư 02 các địa phương bổ sung cập nhật thêm tài liệu để đảm bảo là một cái bộ tài liệu của chúng ta nó sẽ phù hợp chung cho toàn quốc nhưng đồng thời cũng phù hợp với từng địa phương. Thì xin báo cáo các đại biểu là cái dự án, tiểu dự án này thì đang triển khai như vậy. Vấn đề cuối cùng là của đại biểu Phạm Trọng Nghĩa. Đây là một câu hỏi đối với cá nhân tôi thì báo cáo. Trước hết là tôi cảm ơn đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đã đưa tôi một câu hỏi mà nó cũng rất dễ nhưng mà báo cáo các đại biểu quốc hội cũng rất khó trả lời. Là vì tôi mới được bổ nhiệm làm chủ nhiệm ban dân tộc hơn một năm. Nhưng mà thực tiễn trong quá trình công tác thì suốt quá trình công tác của tôi là thực hiện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những lĩnh vực công tác đều liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Và tôi cũng là một người dân tộc thiểu số. Thì nếu nói là điều trăn trở nhất trong việc thực hiện chính sách dân tộc hoặc là về lĩnh vực công tác dân tộc là gì thì báo cáo các đại biểu là nó cảm xúc ở mỗi một vị trí công việc khác nhau, ở mỗi một giai đoạn khác nhau. Nhưng hiện nay với tư cách là bộ trưởng chủ nhiệm, trước hết ấy, là tôi nghĩ rằng là mình phải hoàn thành trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước giao là việc số 1.
và với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phối hợp với các bộ ngành để triển khai các chính sách dân tộc, các chủ trương của Đảng về chính sách dân tộc, công tác dân tộc. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là với trách nhiệm cá nhân tôi sẽ cố gắng là làm thế nào đó với hết sức của mình để hoàn thành những nhiệm vụ đó. Đấy. Thì đấy là cái điều số 1 tôi nghĩ. Điều thứ hai đó là cái điều chăn trở thì có lẽ là phải chung với điều chăn trở của bà con nhân dân. Bà con nhân dân chăn trở cái gì? Thì báo cáo các là chủ trương chính sách của Đảng nhà nước cho bà con thì hiện nay dần dần từng bước đã hoàn thiện. Thì cái việc đó chúng ta sẽ tiếp tục làm ở trong hệ thống chính trị. Nhưng mà điều tôi suy nghĩ nhất là dù chúng ta có chính sách đến đâu, chúng ta có nguồn lực đến đâu, nhiều đến đâu, nhưng nếu bà con nhân dân mà không nhận thức được hoặc là không tiếp nhận được cái đó, thì không đồng lòng với cái đó và không cùng với nhà nước để làm cái đó thì cũng sẽ không thành công. Cho nên vấn đề chăn trở nhất của tôi là gì? Cái nhận thức của người dân và để người dân người ta cảm nhận đây là chủ trương của Đảng, đây là một chính sách của nhà nước và trách nhiệm của người dân phải cùng chung tay để cùng làm. Thế để giải quyết vấn đề này thì không gì hơn là giáo dục. Không gì hơn là giáo dục, phải giáo dục, bà con nhân dân phải biết kiến thức, phải biết tiếng Việt, phải biết về khoa học kỹ thuật, biết tất cả mọi thứ thì mới tiếp nhận được chủ trương chính sách của Đảng nhà nước. Cộng với sự nỗ lực hỗ trợ từ chính sách, từ công tác tuyên truyền vận động của các cơ quan, của các đoàn thể thì tích hợp lại thì mới giải quyết được vấn đề. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cũng là một cái bài học rất là tốt trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Thì tôi suy nghĩ là như vậy. Thì đối với câu hỏi của đại biểu Phạm Trọng Nghĩa tạm thời thì tôi xin được chia sẻ và trao đổi với đại biểu như thế. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Tiếp theo tôi xin mời một số đại biểu để đại biểu nếu có hỏi và Bộ trưởng sẽ trả lời tiếp tục. Xin mời đại biểu Khang Thị Mào, Đoàn Yên Bái, đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh, Quảng Nam chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng chủ nhiệm, tôi xin gửi tới Bộ trưởng chủ nhiệm một câu hỏi. Hiện nay mặc dù có nhiều chính sách định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi và đã được thực hiện rất lâu, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân, chủ yếu là người dân tộc Mông, vẫn du canh du cư từ nơi này sang nơi khác để phát nương làm rẫy. Họ mang theo cả gia đình, con cái sinh sống tại các nhà chòi, nhà tạm, điều kiện về ăn ở khó khăn, giáo dục cho con em không được đảm bảo. Vậy Bộ trưởng chủ nhiệm có giải pháp nào trong thời gian tới để người dân tộc thiểu số định canh định cư ổn định cuộc sống, đánh giá về những dự án tái định cư di dân, việc trồng lấn đất đai do di dân hiện nay? Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng chủ nhiệm. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh, Đoàn Quảng Nam chất vấn đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi Bộ trưởng câu hỏi sau. Việc áp dụng chính sách theo các khu vực dân tộc thiểu số và miền núi còn khá nhiều bất cập. Trên thực tế, trong các khu vực không thuộc phạm vi điều chỉnh bởi chính sách, vẫn có những nhóm dân cư, những đối tượng có đời sống kinh tế, điều kiện khó khăn hơn so với khu vực được hưởng thụ, dẫn đến sự chênh lệch bất bình đẳng trong việc phân bổ chính sách, nhất là các chính sách về y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đặc biệt có tác động không tốt đến nhóm đối tượng là trẻ em, học sinh. Điều này có thể thấy trong cùng một lớp học, nhưng học sinh thực hiện và thụ hưởng các chính sách khác nhau. Đề nghị Bộ trưởng cho biết trách nhiệm và giải pháp của Bộ ra sao đối với thực trạng này. Xin trân trọng, cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Phạm Văn Hòa, nếu có hỏi đại biểu Châu Quỳnh Giao, Đoàn Kiên Giang chuẩn bị. Kính thưa Bộ trưởng chủ nhiệm, tôi gửi cho Bộ trưởng hai câu hỏi. Một, thời gian qua các chính sách hỗ trợ cho đối tượng nghèo ở vùng đồng bào, vùng đặc biệt khó khăn rất khả thi. Nhiều hộ đã thoát nghèo, có hộ xung phong thoát nghèo, cử chỉ rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, tỷ lệ thoát nghèo chưa đạt theo mong muốn. Có nhiều hộ không muốn thoát nghèo, cận nghèo. Xin Bộ trưởng cho biết đâu là nguyên nhân, giải pháp ra sao để đồng bào có nhận thức đồng hành thoát nghèo. Câu 2. Theo báo cáo, tình hình di cư tự do của một bộ phận đồng bào vẫn còn tái diễn, mặc dù chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện về đất sản xuất, nhà ở, hỗ trợ đời sống cho đồng bào khó khăn để giữ đồng bào bám đất giữ nhà, nhưng vẫn chưa hiệu quả đối với một số bộ phận đồng bào hiện nay. Xin Bộ trưởng cho biết đâu là nguyên nhân, giải pháp để giữ đồng bào, hạn chế di cư tối đa về vấn đề tự do. Xin cảm ơn Bộ trưởng chủ nhiệm. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Châu Quỳnh Giao, Đoàn Kiên Giang, nếu có hỏi đại biểu Phan Thái Bình, Đoàn Quảng Nam chuẩn bị. Kính thưa Bộ trưởng, năm 2019,
Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 65 tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24 về công tác dân tộc trong tình hình mới. Tuy nhiên đến nay một số chính sách quan trọng chưa ban hành, như là chính sách phát hiện quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số, chính sách đặc thù trong tuyển dụng công chức viên chức, đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Xin Bộ trưởng cho biết nguyên nhân vì sao chậm ban hành và đến khi nào chính sách này sớm đi vào đời sống. Câu hỏi thứ hai, đồng bào dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông Cửu Long sống đan xen với dân tộc khác nên số lượng xã, ấp đạt tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số từ 15% trở lên và rất ít, thì điều này địa phương khó triển khai những chính sách thuộc chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong khi nhiều hộ dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, quan điểm của Bộ trưởng về tiêu chí phân định như trên đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long như thế nào? Và Bộ trưởng có giải pháp gì để đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn nơi đây được thụ hưởng những chính sách như chương trình đã ban hành để đạt tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau? Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Phan Thái Bình, đoàn Quảng Nam đặt câu hỏi. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi Bộ trưởng một vấn đề. Tại cái báo cáo số 874 ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban dân tộc thì có nêu một vấn đề đấy, là một số địa phương chưa phát huy hết các thế mạnh của mình để thu hút nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi. Tuy nhiên cái vấn đề đầu tư và thu hút cái nguồn lực đầu tư cho cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi nhất ấy, là vấn đề đầu tư về các cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó có hạ tầng giao thông để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, giải quyết việc làm tại chỗ cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là đang gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì doanh nghiệp đầu tư thì người ta buộc phải có lợi nhuận mà đầu tư vào đây rất khó khăn. Thì đề nghị Bộ trưởng cho biết những cái khó khăn như thế thì thời gian tới Bộ trưởng có những giải pháp nào để thực hiện và thu hút được cái đầu tư với doanh nghiệp vào cái vùng này để giải quyết việc làm tại chỗ cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Có 5 đại biểu và nêu 7 vấn đề. Xin mời Bộ trưởng tiếp tục trả lời. Kính thưa Quốc hội, tôi xin phép được trả lời ý kiến của các đại biểu. Thứ nhất là ý kiến của đại biểu Khang Thị Mào để Yên Bái. Thì về vấn đề dân tộc Mông di cư, thì đây là một dân tộc cụ thể mà các đại biểu đặt câu hỏi. Tuy nhiên qua quá trình đánh giá và khảo sát ấy, thì chúng tôi thấy rằng là đồng bào di cư không theo kế hoạch từ địa phương này sang địa phương khác trong phạm vi cả nước, đặc biệt là khu vực phía Bắc di cư và khu vực Tây Nguyên, thì không phải chỉ một mình đồng bào dân tộc Mông, thậm chí có những địa phương đồng bào dân tộc Mông chỉ là số ít hơn một số dân tộc khác. Nhưng mà về tập tục tập quán thì từ trước đến nay ấy, là đồng bào dân tộc Mông di cư nhiều hơn, thường xuyên hơn. Thế và có những trường hợp là di cư đến nhiều địa bàn, nhiều tỉnh khác nhau. Thế và hiện nay đã có những hộ gia đình hiện nay chưa có hộ khẩu ổn định nhưng mà đã di cư đến 3-4 tỉnh. Thì đây là những cái thực trạng nó xảy ra. Thế và lý do tại sao thì theo ý kiến của đại biểu thì tôi cũng có nghiên cứu vấn đề này. Thế và cũng suy nghĩ là báo cáo các đại biểu Quốc hội là đồng bào dân tộc Mông thì cũng một tập quán là nhiều khi anh em ở đâu hoặc là cái điều kiện nó tốt hơn chỉ nghe thế thôi là có thể là đi rồi, nhưng mà cộng đồng rất cao, thế cho nên là khi đi đó là thường là đi theo cả gia đình hoặc theo cả cộng đồng dòng họ đấy, và có dòng họ ở đâu nghe là ở đây tốt hơn, điều kiện tốt hơn là người ta sẵn sàng đi thế, đến những nơi đấy. Đấy là một cái gọi là về mặt tập quán. Thứ hai là ta không thể tránh khỏi cái chuyện phải thẳng thắn, đó là điều kiện kinh tế xã hội ở những cái vùng nơi đang ở và so sánh với những vùng nơi đến có điều kiện thuận lợi hơn về để canh tác, để sản xuất. Và trong thực tiễn đã chứng minh là người dân tộc Mông và cũng nhiều dân tộc khác mà di chuyển đến những địa bàn mà có điều kiện hơn thì cái điều kiện phát triển kinh tế xã hội và người ta làm giàu rồi là trở thành hộ khá nó tăng lên. Thì đấy là cái hấp dẫn để cho các cái người dân người ta di chuyển đấy. Thế thì thứ ba đấy là vì ở cái nơi mà người ta đang ở thì cũng có thể xảy ra những cái trường hợp là người ta thiên tai bão lũ địch họa gì đó là người ta cảm thấy nó không an lòng, thế và người ta đi tìm một cái nơi tốt đẹp hơn và người ta chủ động đi từ địa phương này sang địa phương khác tìm qua nhiều lần, thế và đến cái nơi nào ở ổn định thì người ta ở. Đấy là một cách gọi là hết sức là tự phát. Thế thì xin báo cáo đại biểu là như vậy. Thế còn giải pháp thì là cái gì? Thế thì giải pháp thì tôi nghĩ rằng là tất cả công dân Việt Nam đều có quyền để cư trú ở bất cứ nơi đâu theo luật cư trú. Thế nhưng mà trách nhiệm của chính quyền các cấp
rồi là của các cấp các ngành, là chúng ta phải phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật. Thế để làm sao người dân hiểu được các quy định pháp luật. Để nếu mà anh có nguyện vọng hoặc là anh có cái điều kiện để di chuyển đến nơi khác thì anh phải báo cáo hoặc là có cái điều kiện cho phép anh đi. Cho nên công tác tăng cường giáo dục, phổ biến, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân là một việc hết sức quan trọng để chấp hành trước hết là pháp luật. Thứ hai nữa là kịp thời nắm bắt và giải quyết những cái vướng mắc của các hộ gia đình đấy, của nhóm dân cộng đồng dân cư đấy, của cái dòng họ đấy ở tại địa phương đấy, để làm sao người ta thấy an lòng và người ta cảm thấy được giải quyết ngay tức khắc, và người ta cũng cảm thấy là ở đâu đều là trên đất nước Việt Nam này cả, và đều có cái sự quan tâm của chung của Đảng, Nhà nước và của các cấp của chính quyền địa phương thì người ta cũng an tâm để người ta sinh sống. Thứ ba đấy là về vấn đề tập quán thì xin báo cáo đồng chí là trong chiến lược, trong các chính sách của chúng ta đều là tôn trọng. Thế tuy nhiên thì chúng ta cũng phải có những giải pháp để giải quyết vấn đề những cái tập tục mà nó không còn phù hợp. Đấy, thì chúng ta cũng phải có những giải pháp để giải quyết vấn đề này. Thế để làm sao bằng những sức, bằng cái biện pháp tổng hợp để người dân nhận thức được vấn đề và người ta không tiếp tục thực hiện cái việc di cư một cách tự phát để làm khó cho công tác quản lý, cũng như là chính là ảnh hưởng đến chính sách cũng như đời sống của họ. Nội dung thứ hai đấy là của đại biểu Đặng Bảo Trinh thì có hai ý. Một là số nhóm đồng bào không thuộc cái vùng dự án, thế nhưng mà cũng có những dân tộc là không nằm trong vùng 3. Cái nói cách khác tôi hiểu được là không nằm trong các xã vùng 3, thôn vùng 3, cho nên không thụ hưởng một số chính sách đối với xã đặc biệt khó khăn, và chương trình mục tiêu cũng không được thụ hưởng. Thì xin báo cáo với đại biểu là cái này cũng có. Bởi vì là thứ nhất ấy, là giai đoạn này theo đúng tinh thần nghị quyết 120 thì chúng ta đang tập trung nguồn lực để tập trung vào giải quyết những cái vùng khó khăn nhất, những cái xã khó khăn nhất. Chính vì như thế cho nên ta xác định địa bàn để đầu tư, đó là những xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn. Còn đối với cộng đồng dân cư thì ta tập trung vào những nhóm dân tộc khó khăn nhất, nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù để ta tập trung vào giải quyết. Thế còn đối với là các cái nhóm ở các tỉnh, các điều mà hoặc là các địa bàn mà bớt khó khăn rồi, hoàn thành nông thôn mới rồi, thế nhưng mà vẫn còn một nhóm như vậy thì các địa phương cũng bằng các chính sách của mình để giải quyết để trong giai đoạn này. Thế còn trong giai đoạn giải pháp sang giai đoạn sau thì báo cáo các đại biểu là chúng ta sẽ phải có hai cái nhóm giải pháp để giải quyết. Một ấy, là như tôi vừa báo cáo ở phần đầu là hiện nay có 12 chính sách trực tiếp tác động đến những, thì hiện nay các bộ ngành đang tập trung giải quyết. Thì tôi hy vọng, tôi tin rằng là khi mà các chính sách này được giải quyết thì các nhóm đối tượng này cũng sẽ được thuộc diện được thụ hưởng các chính sách trong cái việc sửa chữa và giải quyết những vướng mắc do quyết định 861. Thứ hai ấy, là cái giai đoạn sau thì khi chúng ta đã giải quyết hết tất cả những cái khó khăn nhất thì nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hưởng chính sách tiếp, là để xây dựng các chính sách phù hợp vào cái giai đoạn sau. Tôi nghĩ rằng như thế thì chúng ta sẽ có những 7 biện pháp, nó vừa là tổng quan nhưng vừa có trọng tâm trọng điểm và phân kỳ ra từng giai đoạn để chúng ta đầu tư, để chúng ta hỗ trợ cho bà con nhân dân. Thì tôi nghĩ là chỉ có những giải pháp như vậy, chứ chúng ta không thể làm một lúc, ngay một lúc tất cả, hết tất cả mọi người được, nhưng mà không bỏ ai cả. Thì xin báo cáo, quan điểm chúng tôi là không bỏ ai cả, nhưng mà chúng ta phải đầu tư có trọng tâm trọng điểm, phụ thuộc vào nguồn lực, phụ thuộc vào khả năng của chúng ta trong từng giai đoạn. Thế và trách nhiệm của Ủy ban dân tộc thì chúng tôi sẽ cùng phối hợp với các bộ ngành để đánh giá, để rà soát, để đề xuất với các cấp thẩm quyền để điều chỉnh sửa đổi bổ sung những chính sách bất cập. Thế và đồng thời có những chính sách mới trong giai đoạn mới. Thứ tư ấy, là đại biểu Phạm Văn Hòa, ý kiến phát biểu của đại biểu Phạm Hòa về di cư còn tái diễn. Mặc dù là đã có những cái điều kiện thì như là tôi phát biểu trong cái phần của đại biểu Khang Thị Mào thì đúng là có rất nhiều cái nhóm cộng đồng dân cư mặc dù là điều kiện rất tốt, thế nhưng mà hoặc là đã được tái định cư rồi, được bố trí tái định cư do các dự án mà thu hồi đất được bố trí rồi, nhưng mà người ta vẫn đi thì chính vì 3-4 lý do mà tôi vừa nêu. Đấy, cũng có những lý do yếu tố khác nữa, thì cái đấy chưa kết luận, có thể yếu tố về lôi kéo, yếu tố về này kia thì chưa kết luận, nhưng mà chủ yếu là yếu tố vấn đề kinh tế, vấn đề tập quán, vân vân. Thế thì đây là những cái thực tiễn nó đang diễn ra, thì giải pháp là như tôi vừa nói là làm công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục thế bà con nhân dân. Thế và ở tại chỗ thì mình làm các cái điều kiện tốt hơn khi xây dựng các cái dự án tái định cư, mà khi thu hồi đất của dân xây dựng các dự án tái định cư thì theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước là phải các dự án này nó phải đầy đủ các cái điều kiện về dịch vụ cơ bản, thế để làm sao để người dân để ổn định cuộc sống. Thì tôi nghĩ là đấy là những cái giải pháp căn cơ để giải quyết những vấn đề này.
Ý kiến thứ tư là của đại biểu Châu Quỳnh Giao về thực hiện kết luận 65 của Bộ Chính trị. Thì báo cáo các đồng chí là kết luận 65 của Bộ Chính trị đưa ra 8 nhóm giải pháp, nhiệm vụ. Thế thì hiện nay thì chính phủ đã tập trung chỉ đạo và đã cơ bản giải quyết được 4 nhóm giải pháp lớn nhất trong kết luận 65. Đó là xây dựng được chương trình mục tiêu. Thế rồi là các cái nội dung liên quan khác còn có 4 vấn đề. 4 vấn đề đây là 4 chính sách. Thì hiện nay là chính phủ đang chỉ đạo. Và 4 chính sách này thì báo cáo các đại biểu là 4 chính sách này thì hiện nay là những chính sách rất là cụ thể. Thì đang giao cho các bộ ngành. Đối với chính sách về đào tạo nghề thì giao cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội để xây dựng chính sách. Thế còn đối với chính sách về thu hút và đào tạo đội ngũ cán bộ thì giao cho Bộ Nội vụ. Và tôi được biết là hiện nay thì Bộ Nội vụ cũng đang đánh giá tổng kết quyết định 402 của Thủ tướng Chính phủ về quyết định 402 Thủ tướng Chính phủ về đội ngũ xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị, và tới đây thì sẽ tổng kết cái 402 này, và qua cái 402 thì sẽ rà soát lại hệ thống chính sách, thì trong đó đề xuất xây dựng cái chính sách mới. Thì trong chính sách mới có cái chính sách về thu hút đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị thì sẽ giải quyết được cái việc là thực hiện một nội dung trong kết luận, nội dung này trong kết luận của 65 của Bộ Chính trị. Thế còn các cái chính sách khác, còn các chính sách khác thì các bộ ngành đang tiếp tục là nghiên cứu để sẽ triển khai trong giai đoạn tới. Với chức năng, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, thì chúng tôi sẽ cùng phối hợp với các bộ ngành được chính phủ giao để đánh giá lại những chính sách giai đoạn trước và đề xuất các chính sách để làm thế nào đó trong nhiệm kỳ này cố gắng giải quyết được xong các cái nội dung mà liên quan đến kết luận 65 của Bộ Chính trị, đồng bộ với lại các cái chính sách pháp luật mà hiện nay đang ban hành, đó là chiến lược công tác dân tộc, đó là sửa đổi bổ sung nghị định 05 của chính phủ. Thế như vậy là kết thúc nhiệm kỳ chúng ta sẽ có được một cái hệ thống chính sách đồng bộ hơn. Thì xin báo cáo các đồng chí như vậy, các đại biểu như vậy. Thế còn ý kiến đại biểu Phan Thanh Bình. Là còn một cái ý thứ hai, đó là phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển. Thế thì những xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà có người dân tộc thiểu số 15% trở lên thì được tính là xã, huyện, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thế còn những vùng mà không có 15%, tức là dưới 15%, vẫn có người dân tộc thiểu số sinh sống, thì xin báo cáo các đồng chí là những cái địa bàn như vậy thì vẫn được hưởng các chính sách đối với con người, đối với nhóm dân tộc. Đấy. Vẫn được hưởng các chính sách khác đối với con người và nhóm dân tộc. Thế còn cái địa bàn mà mình xác định là xã vùng 3, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì được hưởng cả chính sách cho địa bàn và hưởng cả chính sách cho con người. Thế còn cái nhóm mà không phải vùng đồng bào dân tộc thiểu số nữa, không phải vùng đặc biệt khó khăn thì không hưởng cái chính sách cho địa bàn nhưng vẫn được hưởng các chính sách cho người dân tộc thiểu số, là chính sách cho con người. Thế thì chính sách cho con người thì trong đó con người là có nhóm là hộ nghèo, có nhóm là không phải là hộ nghèo nhưng mà là người dân tộc thiểu số thì vẫn được hưởng các chính sách đó, chỉ có là theo địa bàn thì không được đầu tư, không được hưởng thôi. Thế còn các chính sách cho con người vẫn được hưởng bình thường. Xin báo cáo. Thế còn trong thời gian tới đây thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết là giao cho Ủy ban dân tộc, là giao cho chính phủ, và chính phủ đã đề nghị chính phủ và chính phủ đã giao cho Ủy ban dân tộc để chúng tôi sẽ đánh giá lại cái phân định miền núi vùng cao, đồng thời cũng đánh giá lại cái tiêu chí và phân định ba khu vực. Và hiện nay Ủy ban dân tộc đang triển khai cái đánh giá này để phối hợp với Hội đồng dân tộc và các bộ ngành liên quan và sẽ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 9 năm 2023. Trên cơ sở đánh giá các cái tiêu chí phân định này thì sẽ đề xuất những cái tiêu chí phân định mới đảm bảo phù hợp khoa học mới. Cuối cùng là ý kiến đại biểu Phan Thanh Bình về cái việc huy động nguồn lực đầu tư ở các địa phương. Thì xin báo cáo các đồng chí, trong báo cáo chúng tôi có nêu hai ý. Một là các địa phương chưa phát huy hết nguồn lực của mình. Thế thì đây là một vấn đề thực trạng, bởi vì trong thực tế vừa qua thì trong nghị quyết của Quốc hội và khi triển khai xây dựng chương trình mục tiêu thì cũng đặt ra là các địa phương vừa một là có nguồn vốn ứng, thứ hai là huy động phát huy các cái nguồn lực ở địa phương để đóng góp thêm vào trong chương trình. Nhưng mà theo báo cáo đến thời điểm hiện nay thì cái số các địa phương có cái nguồn bố trí nguồn vốn đối ứng nó cũng chiếm tỷ lệ đang thấp, cho nên chúng tôi đưa trong báo cáo là còn có một số địa phương là chưa thực hiện cái việc mà bố trí vốn đối ứng. Thế còn cái huy động nguồn vốn đầu tư cho địa bàn thì trong đây cho các địa phương thì đúng là như đại biểu phát biểu chúng tôi cũng đồng tình là rất khó khăn, bởi vì là các doanh nghiệp bây giờ mà đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa nói là đóng góp tiền, thế nhưng mà nếu đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì cần rất nhiều điều kiện, bởi vì phải có phát sinh lợi nhuận, phải có cái lợi ích các bên.
Thế nhưng mà trong thực tế hiện nay thì vùng đồng bào dân tộc thiểu số là vùng rất khó khăn. Thế và đường xá, kể cả về hạ tầng giao thông đi lại, kể cả các điều kiện để phát sinh lợi nhuận trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng là những điều khó. Chưa nói đến vấn đề cơ chế chính sách ở mỗi địa phương khác nhau. Cho nên các địa phương là chưa tiếp cận được cái này. Thế còn về giải pháp ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là trên cơ sở các quy định của pháp luật thì chúng tôi cũng rất mong muốn là các địa phương sẽ xây dựng một cái hệ thống cơ chế chính sách đảm bảo phù hợp để thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào đây, đặc biệt là chính sách đất đai, chính sách tín dụng, là chính sách tiếp cận đất đai, chính sách tín dụng, đặc nhất là sau khi luật đất đai mới được Quốc hội thông qua. Thế thì là những cái mà cản trở, mà những cái khó nhất mà doanh nghiệp muốn vào các địa phương là người ta phải cần có những điều kiện cụ thể hỗ trợ cho doanh nghiệp, mặc dù đã có rồi nhưng mà chưa đủ mạnh. Thì đấy cũng là những cái khó khăn nhất, mà đây là trách nhiệm thuộc về các địa phương. Thế với trách nhiệm của cơ quan quản lý chương trình và ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các địa phương để nghiên cứu, để khảo sát đánh giá trong thời gian tới và đề xuất với các cấp có thẩm quyền để có những chính sách đủ mạnh để thu hút cái nguồn lực đầu tư vào cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để tăng thêm nguồn lực để phát triển cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn tới. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Như vậy Bộ trưởng đã trả lời đầy đủ và thấu đáo ý kiến của cả năm đại biểu, nhưng mà chưa sử dụng hết quỹ thời gian. Rất là hoan nghênh. Và qua câu hỏi của đại biểu Châu Quỳnh Giao cũng như trả lời của Bộ trưởng, thì như vậy chúng ta thấy đối với đồng bào dân tộc thiểu số hay hộ nghèo v.v. thì khi hưởng các cái chính sách an sinh xã hội là cơ bản là được hưởng theo đối tượng, nhưng đồng thời cũng được tính theo cả địa bàn nếu mà ở cái vùng đặc biệt khó khăn hay là những vùng khó khăn. Như vậy đây là cả về đối tượng và cả địa bàn, như tôi đã nói từ lúc đầu. Thì qua Bộ trưởng giải thích như vậy thấy cũng rất là rõ cái chỗ này. Nếu cùng đồng bào dân tộc mà ở cái địa bàn đặc biệt khó khăn thì được hưởng thêm những cái chính sách khác nữa, ngoài những cái chính sách cơ bản cho đồng bào dân tộc hoặc là hộ nghèo. Rất là cảm ơn Bộ trưởng. Xin mời tiếp các đại biểu khác đặt câu hỏi. Mời đại biểu Trình Lam Sinh, Đoàn An Giang. Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, chuẩn bị. Kính thưa Bộ trưởng, trả lời các đại biểu trước, Bộ trưởng có thông tin là các bộ ngành đã tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của chương trình. Tuy nhiên, thì qua đợt khảo sát trước kỳ họp thứ 5, chúng tôi nhận thấy là vẫn còn vướng, như tại dự án 1 về hỗ trợ đất ở nhà ở, tiểu dự án 2 của dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất chuỗi giá trị, dùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào, dân tộc thiểu số. Tiểu dự án 1 của dự án 9 về đầu tư phát triển kinh tế xã hội, các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù, vân vân. Những vướng mắc trên làm chúng tôi cảm thấy hơi băn khoăn. Vì vậy, đề nghị Bộ trưởng đánh giá tiến độ và hiệu quả thực hiện của chương trình hiện nay là như thế nào? Giải pháp khắc phục những vướng mắc, nhất là về quy trình, thủ tục của các dự án và một số nhiệm vụ chỉ tiêu hiện chưa phù hợp với thực tiễn của các địa phương. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Đoàn Bình Định đặt câu hỏi. Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, thành phố Hà Nội, chuẩn bị. Kính thưa Bộ trưởng, trong các chuyến đi vùng sâu vùng xa thì tôi gặp rất nhiều người đồng bào dân tộc bị tái mù chữ. Thì xin hỏi là ủy ban đã có cái khảo sát nào về tỷ lệ tái mù của các cái tái mù chữ của các đồng bào dân tộc từ thiếu niên đến người trưởng thành, và Bộ trưởng có cái phương án nào phối hợp với cả Mặt trận Tổ quốc và Bộ Giáo dục Đào tạo để chúng ta giải quyết vấn đề này? Vấn đề thứ hai thì tôi cũng thấy là Bộ trưởng và các ủy ban đã chỉ ra rõ cái quyết định 621 đã có những bất cập và đang sửa đổi. Tuy nhiên Bộ trưởng có biết là tỷ lệ bao nhiêu người dân trong số 2,1 triệu người đồng bào dân tộc có vấn đề về sức khỏe trong gần 2 năm vừa qua mà không có bảo hiểm y tế? Thế chính vì vậy tôi đề nghị là những cái chính sách mà chúng ta làm phải rất cẩn thận, đánh giá tác động trước khi chúng ta quyết định. Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý ý kiến là chúng ta phân loại theo thôn xã, nhưng mà chúng ta cần phải rà soát từng người dân để không được bỏ ai lại phía sau. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, đại biểu Bùi Sĩ Hoàn, Đoàn Hải Dương, chuẩn bị. Kính thưa Bộ trưởng, qua trả lời của Bộ trưởng thì dường như việc triển khai chương trình mục tiêu về kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc là rất tốt. Tuy nhiên trên thực tế chưa phải như vậy. Theo báo cáo số 100 của Chính phủ thì còn hướng dẫn chậm, hướng dẫn sai, giải ngân kém, phải trình Quốc hội kéo dài thời gian thực hiện theo nghị quyết 69, huy động vốn kém.
Đáng ngạc nhiên hơn, khi nói về nguyên nhân hạn chế, báo cáo của Ủy ban dân tộc nêu là do thời tiết, do Covid, do biến động quốc tế. Đề nghị Bộ trưởng chỉ rõ nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của Bộ trưởng. Về sử dụng vốn, ngoài việc giải ngân rất thấp, chỉ đạt 4.634 tỷ bằng 51%, thì một phần không nhỏ được giải ngân cho hội thảo tập huấn, hội thảo bình đẳng giới 64 tỷ, tư vấn quan hệ hôn nhân 102 tỷ, kiểm tra hội thảo 88 tỷ, trong khi đó xây dựng mạng lưới y tế cơ sở chỉ đạt 38 tỷ. Đề nghị Bộ trưởng cho biết việc thực hiện như vậy có hợp lý hay không. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Bùi Sĩ Hoàn, đoàn Hải Dương đặt câu hỏi. Kính thưa Quốc hội, thưa Bộ trưởng, thực tế cho thấy nhu cầu về được tuyên truyền về chính sách pháp luật, về nâng cao đời sống, văn hóa, tinh thần của đồng bào vùng thiểu số, miền núi và biên giới là rất lớn. Và nhà nước ta thì cũng đã có rất nhiều chính sách về cái nội dung này. Tuy nhiên thì cái đề án phát triển, đề án thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn theo quyết định số 1860 ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện. Cùng với đó thì việc cấp một số ấn phẩm báo chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo quyết định số 45 ngày 9 tháng 1 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ có cái giai đoạn 2019-2021 và kéo dài sang giai đoạn 2022-2025 thì được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2022 thì bị gián đoạn và cho đến nay thì không được thực hiện lại. Thì đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân của cái tình trạng trên và cái hướng thực hiện hai quyết định nêu trên. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu M27 Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp tranh luận lần một. Kính thưa Bộ trưởng, tôi hỏi Bộ trưởng hai câu hỏi, một Bộ trưởng trả lời cũng câu hỏi một. Câu hỏi thứ hai là tôi hỏi là hiện nay không những đồng bào dân tộc không mà luôn cả đồng bào Kinh đó, tâm lý người ta là không muốn thoát nghèo mà không muốn là thoát hậu cận nghèo nữa. Thì đương nhiên có nhiều nguyên nhân mà tôi nghĩ rằng sẵn đây là đề nghị Bộ trưởng chia sẻ thêm luôn để cho đồng bào chung của cả nước làm sao đồng hành cùng với nhà nước, còn đồng hành cùng cả hệ thống chính trị chúng ta cùng thoát nghèo. Chứ tình hình mà tâm lý, tâm trạng hiện nay là không muốn thoát nghèo đã diễn ra nhiều nơi là khắp cả nước chúng ta rồi. Cho nên việc này nếu mà tình hình mà như thế thì tôi nghĩ giảm nghèo của chúng ta rất là khó khăn. Một vấn đề nữa tôi xin chia sẻ thêm với Bộ trưởng, vấn đề di cư tự do của đồng bào. Đây là nó mang lại hiệu quả cũng rất là quan trọng, đó là chuyện mà chặt phá rừng bừa bãi để làm nơi sản xuất. Đây là những vấn đề rất là nó mang ảnh hưởng rất là lớn trong thời gian qua. Đề nghị Bộ trưởng ngoài cái chính sách của Bộ trưởng đề ra là vận động rồi tuyên truyền cấp đất cấp nhà cho đồng bào thì cái chuyện đó rất tốt rồi. Tuy nhiên ngoài ra còn những biện pháp nào khác hơn nữa không? Tại hiện nay cũng có một số hộ đồng bào, không phải nói một số đâu, cũng khá đông đó, là đã cấp đất cấp nhà bán đi di cư tự do theo ý của mình. Nó mang lại một cái vấn đề như trong báo cáo là đến nơi là không được hưởng một chính sách gì hết trơn, vậy mà người ta cũng chịu. Nó không được chính sách tại vì đâu có nhân hộ khẩu gì đâu, vậy mà người ta cũng đồng tình. Cho đây là một cái hệ quả rất là khó khăn, mang lại một cái tâm trạng là tâm lý của xã hội và cái chính sách an sinh của xã hội của chúng ta nó không đạt được hiệu quả cao. Thì mong vậy với chức năng là tư lệnh của ngành, là chủ nhiệm, Bộ trưởng chủ nhiệm của Ủy ban dân tộc, đề nghị là Bộ trưởng có quan tâm đến cái vấn đề này nhiều hơn. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời Bộ trưởng trả lời câu hỏi của 4 vị đại biểu đã nêu và trả lời bổ sung một nội dung mà chưa đề cập đến của đại biểu Phạm Văn Hòa, cũng như có ý kiến về cái tranh luận của đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp. Xin mời Bộ trưởng. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, trước hết thì tôi xin được giải đáp thêm, trả lời thêm cái ý của đại biểu Phạm Văn Hòa. Đó là cái thực trạng ấy, nhiều hộ gia đình không phải là đồng bào dân tộc thiểu số mà kể cả là người Kinh ở vùng khó khăn đang là hộ nghèo thì không muốn thoát nghèo. Thì báo cáo các đại biểu là theo nhận thức của tôi ấy, thì chúng tôi là Ủy ban dân tộc thì cũng không phải là cơ quan mà đánh giá chính thức cái nguyên nhân này, nhưng mà qua quá trình nghiên cứu các tài liệu của các bộ ngành liên quan các địa phương và quá trình thực tế ở địa phương thì chúng tôi thấy rằng là hiện trạng này là có thật. Thế nó có mấy yếu tố. Thế còn thứ nhất ấy, là một trong những cái yếu tố là vì mặc dù là theo tiêu chí là người ta thoát nghèo, đã thoát nghèo rồi, thế nhưng mà
cũng trong cuộc sống thực tế cũng rất khó khăn. Tại vì địa bàn đó và cái nơi người ta đang sinh sống đó và cũng rất khó khăn. Nói về thu nhập thì cái thoát nghèo là theo tiêu chí mới thì ở vùng nông thôn là 1,5 triệu. Thế nhưng mà nếu cận nghèo là 1,6 triệu. Thế mà lên nữa thì khoảng hơn 2 triệu thôi. Thì giữa 1,5 triệu với 1,6 triệu thì cũng là đấy là nói về tiêu chí thu nhập. Thế còn cái tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thì cơ bản là đã được đầu tư. Thế nhưng mà cái chất lượng thì ở các nơi cũng có thể là chưa đáp ứng được cái yêu cầu của người dân. Thế người ta cũng băn khoăn. Nếu mà thoát nghèo là có khi mình không hưởng. Thứ ba là hệ thống chính sách. Hệ thống chính sách nếu anh còn đang hộ nghèo thì anh còn được hưởng. Nếu đang là hộ nghèo thì còn được hưởng các chính sách cho cả con cái, cả chính sách đầu tư, cả chính sách hỗ trợ. Thế nếu mà thoát thì rất khó. Thì sẽ không được hưởng tiếp cái này nữa. Đấy là những cái lý do hết sức cơ bản. Thế còn những cái tâm tư khác thì có lẽ là còn phải nhiều thêm cái đánh giá, khảo sát thêm. Thì tôi nghĩ là cái đó là cơ bản thôi. Thế thì để giải quyết vấn đề này thì cần phải có nhiều, rất nhiều biện pháp tổng hợp. Thế và nguyên tắc tiêu chí của chúng ta về cái tiêu chí giảm nghèo thì đã được ban hành rồi mà cả quốc gia để chấp hành. Thế thì công tác mà để mà thống kê, để mà tổng hợp và trách nhiệm của các địa phương khi mà rà soát đánh giá hộ nghèo thì hết sức là khách quan. Thế làm sao đó để đưa cái hộ nghèo này người ta ra thì cũng đảm bảo được cái đối tượng tối thiểu để người ta sinh sống ở cái vùng không phải nghèo nữa. Thì tôi nghĩ là người ta sẽ yên tâm hơn. Thì đấy là cái giải pháp về mặt kinh tế xã hội. Thế cái giải pháp về mặt tuyên truyền, thuyết phục, vận động bà con nhân dân để bà con nhân dân hiểu được chính sách của Đảng, Nhà nước. Thế rồi là tự nguyện. Thì cũng trong thực tế chúng ta các địa phương cũng có rất là nhiều các cái trường hợp là tự nguyện, có khi là không xin ra khỏi hộ nghèo là cũng có. Thì đấy là những tấm gương. Thế và những cái điều mà chúng ta cũng cần phải tập trung tuyên truyền thêm. Thứ ba, chúng tôi cho rằng là cái hệ thống tiêu chí về giảm nghèo của chúng ta thì còn phụ thuộc vào điều kiện của đất nước, còn phụ thuộc vào cái yếu tố phát triển từng giai đoạn của đất nước. Thế cho nên là xây dựng cái hệ thống tiêu chí nó phù hợp, nó tổng hợp. Thế nhưng mà tiến tới là cũng phải có cái tính toán để có cái hệ thống tiêu chí mà nó phù hợp hơn. Thế để những người thoát nghèo người ta cũng yên tâm và người ta không bị tái nghèo trở lại, và người ta cũng đảm bảo sống được và người ta yên tâm ở cái địa phương của người ta. Thì tôi cho rằng là rất là nhiều yếu tố. Về vừa một số các giải pháp tổng hợp thì đấy là theo suy nghĩ và quan điểm của cá nhân tôi. Thứ hai đấy là về ý kiến phát biểu của đại biểu Trình Lam Sinh ở An Giang về ba dự án. Thì dự án thứ nhất là dự án về hỗ trợ nhà ở đất ở tại dự án một. Thì có hai vấn đề vướng thôi. Vấn đề vướng thứ nhất là chưa có văn bản để trước đây là năm 2022 là chưa có văn bản quy định về định mức để hỗ trợ nhà ở đất ở, thế rồi là nước sinh hoạt. Thế nhưng mà vừa rồi thì chính phủ đã ban hành, ủy ban tộc trình chính phủ ban hành quyết định 04 quy định về định mức nhà ở đất ở rồi, như vậy là đủ điều kiện để các địa phương triển khai và hỗ trợ và có định mức rồi. Cái vướng thứ hai là cái nguồn để hỗ trợ cái nội dung này thì lại là nguồn đầu tư công. Mà nguồn đầu tư công thì theo luật đầu tư công là mỗi một dự án, mỗi một cái hỗ trợ cho một hộ gia đình này là theo luật đầu tư công là gần như một dự án theo quy trình đầu tư xây dựng cơ bản. Như vậy nó sẽ rất phức tạp. Và vấn đề này thì Ủy ban dân tộc đã phát hiện và cùng các bộ ngành bàn rất nhiều lần và báo cáo chính phủ, thủ tướng chính phủ đã đồng ý và báo cáo các đại biểu là bây giờ đã sửa vào trong nghị định 27 rồi, là cho một cái cơ chế là vẫn là cái nguồn đầu tư công này thôi, nhưng mà cho một cái cơ chế là được áp dụng là cấp phát cho bà con nhân dân. Thế để làm sao khi mà kết thúc một dự án, thì đây là vì là những dự án này là dự án đầu tư cho trực tiếp từng hộ gia đình chứ không phải là một cộng đồng dân cư hay là một thôn hay một bản, thì không thể lập được một dự án chung được. Thì đã tháo cái này rồi, thì báo cáo với đại biểu là hiện nay đã hoàn thành, đã về trong nghị định 27 đã giải quyết vấn đề này. Như vậy hai vấn đề giải quyết vướng của dự án một đã giải quyết xong. Cái dự án hai đấy là hỗ trợ về sản xuất dược liệu quý, thì cái việc này là giao cho Bộ Y tế là cơ quan chủ trì, và Bộ Y tế đã có thông tư số 10 để hướng dẫn thực hiện cái dự án này. Tuy nhiên thì thông tư 10 cũng có những cái vướng mắc về vấn đề quy định về mặt diện tích, rồi quy định về cái danh mục các cây dược liệu quý. Thế thì cái này thì Bộ Y tế cũng đã tháo, và hiện nay Bộ Y tế cũng đã sửa, mà hiện nay báo cáo đại biểu là Bộ Y tế đang sửa thông tư 10 và sẽ ban hành trong cái tháng 6 này. Sửa thông tư 10 là hướng gỡ hai cái khó khăn để cho các địa phương. Thế nhưng mà còn có một vấn đề vướng. Còn một vấn đề vướng là phải sửa cái luật lâm nghiệp. Thế báo cáo với đại biểu như thế. Vì là vùng trồng dược liệu quý là chủ yếu nằm dưới tán rừng
rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ. Thế nhưng mà theo luật lâm nghiệp thì dưới này lại không phát triển sinh kế, không làm kinh tế được, cho nên nó cũng vướng. Cho nên các địa phương khi xác định địa bàn để phát triển dự án này là chủ yếu nằm trong giới tán rừng thì nó có vướng cả luật lâm nghiệp nữa. Thế cho nên là tiếp tục lại phải sửa cả cái luật lâm nghiệp hoặc là cái điều này của luật lâm nghiệp này thì mới triển khai được dự án này. Thì đây là cái vướng thực tế mà hiện nay các bộ ngành đang tích cực để tham mưu để sửa cái này, để tháo gỡ cho địa phương. Cái thứ ba là tiểu dự án 1, dự án 9. Trong tiểu dự án 1, dự án 9 thì có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là hỗ trợ cho nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù. Bản chất ấy là thực hiện tích hợp cái quyết định 2086 của giai đoạn trước vào, là cái nhóm dân tộc có dân số dưới 10.000 người là 16 dân tộc. Sang giai đoạn này thì còn 14 dân tộc thôi. Thì còn có hai dân tộc là đã vượt trên 10.000 người để ra khỏi danh sách rồi. Đó là dân tộc La Hủ ở Lai Châu và dân tộc Phù Lá. Hai dân tộc là ra khỏi cái danh sách này thì hiện nay còn 14 dân tộc thôi. Thì hỗ trợ có 5 nội dung và tổng đầu tư hỗ trợ của cái này cho 14 dân tộc trong giai đoạn từ nay đến 2025 là 1.800 tỷ. Có 1.800 tỷ để hỗ trợ cho 5 nội dung đầu tư theo địa bàn. Thế vừa qua thì xác định cái tiêu chí, nói là cần phải xác định một cái tiêu chí là thế nào là địa bàn sống tập trung đông người. Nhưng mà sau khi chúng tôi nghiên cứu và thấy rằng là các dân tộc này thì sống ở các cái thôn bản có cả xen ghép với các dân tộc khác, có cả sống tập trung nhưng cơ bản là xen ghép cùng với các dân tộc khác. Nếu xác định là một địa bàn mà sống nguyên cái dân tộc này thì không có. Thế cho nên chúng tôi đang đề nghị và đã được đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý chấp thuận và chúng tôi đang sửa trong thông tư 02 là hướng dẫn cho các địa phương là triển khai hết cho tất cả các cái thôn bản mà có dân tộc này mà nằm trong danh sách đã đăng ký trong báo cáo khả thi và trình Chính phủ thì sẽ được triển khai trong giai đoạn này. Như vậy là chỉ cần hướng dẫn thông tư 02 thôi thì đã được sửa trong thông tư 02 rồi. Còn một cái nhóm thứ hai là cái nhóm để hỗ trợ cho 32 dân tộc có khó khăn, còn nhiều khó khăn. Thì cái nhóm này là tổng vốn đầu tư giai đoạn này 3.200 tỷ. 3.200 tỷ này để hỗ trợ xây dựng sinh kế. Xây dựng sinh kế là đó các mô hình sản xuất và chăn nuôi. Thì nhưng mà cái cơ cấu nguồn vốn thì lại nguồn vốn đầu tư. Nhưng mà cơ chế thì lại là vay vốn và có thu hồi. Thì sau 5 năm thì lại phải thu hồi lại mà lại thông qua ngân hàng chính sách. Thì xin báo cáo các đại biểu là cái này rất khó làm, không thực hiện được. Thực hiện như thế thì rất là vô lý. Mà nếu mà lấy cái 3.200 tỷ này chia ngược lại cho 32 dân tộc này thì mỗi một hộ vay được tối đa 11,2 triệu đồng thôi, mỗi trên một hộ thôi. Thế nhưng mà trong khi đó nghị định 28 của Chính phủ và cái chính sách tín dụng cho chương trình này là đã quy định các dự án, có những dự án vay lên đến 100 triệu. Như vậy thì cái tính vô lý của nó ở cái chỗ là nó không phù hợp, ở cái chỗ là nếu mà cái nhóm dân tộc này được vay tín dụng thì chỉ có vừa 11 triệu thôi, trong khi có các dự án khác, các dân tộc khác vay lại được tối đa đến 100 triệu. Thế cho nên chúng tôi đang xin Chính phủ là cho dừng cái này để báo cáo lại Quốc hội cho điều chỉnh cái nội dung này vào tháng 10 năm nay cho điều chỉnh. Và cái này tổng vốn không nhiều, nó có 2.200 tỷ trên tổng mức hơn 100.000 tỷ. Thì đấy có cái vướng hai cái nội dung này trong dự án 9 thì xin báo cáo lại với Quốc hội. Thế còn ý kiến của đại biểu Nguyễn Lân Hiếu về tái mù chữ thì xin báo cáo với đại biểu là theo số liệu thống kê đến thời điểm hiện nay của chúng tôi thì cái số tái mù chữ, hay nói cách khác là người dân tộc thiểu số mà chưa nói thông viết thạo tiếng và chữ Việt khoảng 15%. Đấy, trong tổng số người dân tộc đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một chính sách giáo dục rất cật lực, rất tốt của Đảng nhà nước ta trong nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ. Đến bây giờ vẫn còn cái tỷ lệ 15%. Đấy, đây là cũng là những điều hết sức trăn trở. Trong 15% này có cả tái mù. Đấy, có cả những người chưa bao giờ chưa đi học do nhiều yếu tố khách quan. Thì xin báo cáo các đại biểu là chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục để có các cái giải pháp trong các cái văn bản, các cái chính sách của giáo dục thời gian tới đây để giải quyết điểm vấn đề này ở các cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là 6 cái nghị quyết của Bộ Chính trị phát triển 6 vùng kinh tế, trong đó có nhiệm vụ về phát triển giáo dục thì có nêu vấn đề này. Thế và hiện nay Bộ Giáo dục đã triển khai cái 6 cái hội nghị ở 4 cái hội nghị ở 4 vùng kinh tế rồi. Vì trong cái triển khai của Bộ Giáo dục là có cái, sẽ nghiên cứu và có chính sách để xóa mù. Trong tất cả các nghị quyết của Chính phủ về chương trình hành động Chính phủ đều có cái nghị quyết về xóa mù. Thế và về xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thế và trong cái chiến lược phát triển giáo dục tới đây, Bộ Giáo dục trình thì sẽ có cái tiếp tục để giải quyết vấn đề này. Thì xin báo cáo các đại biểu như vậy. Thế còn một vấn đề nữa là đại của đồng chí đại biểu Vũ Lị Lưu Mai là chậm ban hành với văn bản nguyên nhân chủ quan. Thì xin báo cáo các đại biểu, chúng tôi, Ủy ban dân tộc đã báo cáo Chính phủ và nhận trách nhiệm trước Chính phủ về trách nhiệm, những vấn đề thuộc trách nhiệm của Ủy ban dân tộc trong giai đoạn 2021-2022 triển khai chậm.
Nhưng mà trong thực tế thì báo cáo các đại biểu là đến tháng 6 năm 2021 thì Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư. Sau khi phê duyệt quyết định đầu tư thì Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ ngành xây dựng các văn bản hướng dẫn. Thì như vậy là bắt đầu từ tháng 6 năm 2021 thì các bộ ngành mới triển khai được các văn bản. Và cơ bản hết năm 2022 là đã triển khai cơ bản các văn bản. Thế nhưng mà trong quá trình triển khai này cũng có những thủ tục chậm vì cũng có nhiều lý do. Nhưng tôi không nói với lý do chủ quan, nguyên nhân khách quan, mà chủ quan. Chúng tôi xin cũng nhận trách nhiệm trước Chính phủ. Và tại tôi nhớ là tại phiên họp Quốc hội năm ngoái, tháng 10 năm ngoái là Chính phủ cũng nhận khuyết điểm trước Quốc hội về vấn đề là chậm chế này và đôn đốc. Và thực tế là sau Quốc hội, kỳ họp Quốc hội năm ngoái, tháng 10, đến bây giờ thì Chính phủ đã chỉ đạo rất là quyết liệt và các vấn đề tháo gỡ cho chương trình đến giờ phút này cơ bản hoàn thành. Thì xin báo cáo các đồng chí là Ủy ban dân tộc là cơ quan chủ trì, nhưng mà chúng tôi chỉ làm một thông tư tham mưu cho Chính phủ ban hành quyết định 1719, quyết định 39, còn lại trách nhiệm Ủy ban dân tộc có hai thông tư thôi, thông tư 01, thông tư 02. Còn 9 thông tư và các văn bản hướng dẫn khác nằm ở các bộ ngành. Thì trách nhiệm chúng tôi là cùng phối hợp các bộ ngành để ban hành hệ thống văn bản thông tư hướng dẫn, nhưng trong đó có trách nhiệm đôn đốc của chúng tôi. Thì chúng tôi sẽ hiện nay là đã cơ bản đã hoàn thành hết rồi. Còn giai đoạn tới đây là giai đoạn được đôn đốc kiểm tra các địa phương, thế và tháo gỡ khó khăn cho các địa phương thì rút kinh nghiệm cái này chúng tôi sẽ làm tốt hơn. Thì xin báo cáo các đại biểu về như vậy. Vấn đề cuối cùng đó là quyết định 1486 về cấp thí điểm radio. Cấp thí điểm radio thì dự án cấp thí điểm radio cho một số tỉnh thì được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quốc hội phê duyệt chủ trương, và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái dự án cấp radio này năm 2017. Thì đây là dự án thí điểm cấp radio đó, cho một số tỉnh chứ không phải là toàn bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số trên 60 tỷ. Tổng số nguồn vốn trên 60 tỷ thì Ủy ban dân tộc đã thực hiện các quy trình về các quy trình để lập dự án. Thế và đã tổ chức đấu thầu vào năm 2018. Thế thì báo cáo các đồng chí là khi đấu thầu thì không có những cái đơn vị mà đủ năng lực để tham gia, tại vì cái tiêu chuẩn cái cấp radio, cái kỹ thuật rồi là các cái yêu cầu đặt ra. Cho nên là trong lúc tại thời điểm đó trong nước chúng ta lại có một số đơn vị tham gia nhưng mà không đủ điều kiện. Cho nên là cái gói thầu này không thực hiện được. Sang năm 2019 khi phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia và trình Quốc hội ban hành nghị quyết 120 thì đã tích hợp cái này vào trong dự án. Tích hợp nội dung này vào trong dự án 10 thì xin báo cáo các đại biểu lại tích hợp vào. Và đến hiện nay đó thì là trong dự án 10 là không còn là cái dự án cấp thí điểm radio nữa mà là dự án là cấp các trang thiết bị nghe nhìn. Đấy. Các cho người có uy tín ở tất cả các cái xã trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thế và hiện nay Ủy ban dân tộc đã hướng dẫn là cái này để cho các địa phương phân bổ nguồn vốn cho các địa phương và để các địa phương làm, bởi vì trong thực tế là cái thiết bị nghe nhìn nó theo danh mục ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông thì gồm có rất nhiều thiết bị khác nhau. Nhưng chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát năm ngoái thì báo cáo các đại biểu là trên 51 tỉnh thì có đến 2/3 số tỉnh là đề nghị là cái thiết bị nghe nhìn đổi là thành cái điện thoại thông minh chứ không dùng cái đài hay cái gì nữa, mà muốn là trang cấp cái điện thoại thông minh để sử dụng được nó linh hoạt hơn. Cũng có những nơi là đề nghị cấp thêm cấp cái đài, cũng có thế như vậy. Thì chúng tôi mới đặt vấn đề là như vậy thì chúng ta sẽ đưa cái tiền này cho địa phương. Thế để địa phương ở từng địa phương đấy là sẽ xác định cái danh mục thiết bị trên cơ sở cái danh mục do Bộ Thông tin Truyền thông cung cấp quyết định, thì để trang cấp cho đối tượng người có uy tín của mình, đảm bảo đúng đối tượng, nhưng mà cái thiết bị đấy phù hợp, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với từng địa phương. Còn nếu mà Trung ương làm một dự án cấp cùng một thứ, cùng một loại thiết bị cho tất cả các địa phương thì có thể có chỗ phù hợp, có thể có chỗ không phù hợp. Thì xin báo cáo với các đại biểu là đối với dự án này thì như vậy. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Trong các câu hỏi của đại biểu thì đại biểu Lân Hiếu còn hỏi ý thứ hai. Cái quyết định 621 có bất cập không? Và tác động đến 2,1 triệu người như vậy thì tiếp tục sửa để sửa 12 chính sách liên quan đến số này hay là có phải sửa sang gì cái 621 không? Vấn đề thứ hai là đại biểu Vũ Lưu Mai cũng có nói cái ý thứ hai là trong khi chi phí giải ngân được rất ít nhưng mà lại chi phí hội thảo, hội nghị vân vân thì lại rất là nhiều. Bộ trưởng giải thích thêm cho cái nội dung này, hai nội dung này. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, tôi xin phép được giải thích, giải trình thêm hai nội dung ạ. Một nội dung của đại biểu Vũ Lưu Mai, đó là các cái dự án của Hội Liên hiệp Phụ nữ, phải không? Vâng. Về hiện nay mới tổ chức được một số các cái cuộc hội thảo, một số hội nghị truyền thông
Thế thì báo cáo với trong dự án 8 thì báo cáo với đại biểu là Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ trì, trong đó có một số các nội dung. Thì hiện nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ tập trung chủ yếu dự án 8 là công tác truyền thông thôi. Thế về còn có một nội dung nữa là nội dung liên quan đến cái quỹ tín dụng ấy của Hội Phụ nữ, thì hiện nay là cái này nó liên quan đến luật ngân sách và các quy định về thành lập các cái quỹ ở địa phương, cho nên là Bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ là đang có đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thế và hiện nay Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã giao cho Ủy ban dân tộc đang cùng với Hội Phụ nữ Việt Nam để thống nhất lại cái dự án này. Nếu trong trường hợp không thể triển khai được vì vướng luật thì cũng là một cái dự án không triển khai được trong nhóm mà khó triển khai để báo cáo với Quốc hội cho điều chỉnh vào tháng 10. Thế còn cái nhóm dự án khác thì Hội Liên hiệp Phụ nữ đang chủ trì, thì chúng tôi xin phép đại biểu là sẽ có cái đánh giá cụ thể cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ lại và sẽ báo cáo với đại biểu Quốc hội cụ thể. Thế còn cái ý thứ hai của đại biểu Nguyễn Lân Hiếu ấy là về tác động ảnh hưởng của quyết định 861 và có 2,1 triệu người là không được hưởng bảo hiểm y tế. Thì đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cũng về sửa cái này, thì về sửa cái nghị định 146 thì tôi đã báo cáo ở phần đầu là hiện nay Bộ Y tế đang chủ trì để đang sửa rồi, thì trong đó có bổ sung các cái nhóm đối tượng này vào trong cái nghị định sửa đổi nghị định 146. Thế và trong quá trình soạn thảo thì đã xin ý kiến và chúng tôi cũng đã góp ý, chúng tôi đề nghị là đưa các nhóm đối tượng này vào, thì hiện nay Bộ Y tế đang tiếp thu ý kiến các bộ ngành để hoàn thiện. Thế còn cái ý thứ hai mà đại biểu Nguyễn Lân Hiếu có nêu đó là trong 2,1 triệu này thì có biết là trong 3 năm qua, 2 năm qua không được hưởng bảo hiểm thì bao nhiêu người là bị bệnh ốm đau hoặc là hiểm nghèo gì không? Thì báo cáo đại biểu là cái này là thuộc về lĩnh vực tổng kết chuyên môn của ngành y tế ở các bệnh viện, các tuyến y tế cơ sở, vân vân. Chúng tôi chưa thể tổng hợp được ngay trong cái phiên chất vấn này là về cái số liệu là 2,1 triệu này thì có bao nhiêu người nếu không có bảo hiểm y tế bị ảnh hưởng, bị bệnh này kia, thì chúng tôi chưa có thể tổng hợp được ngay. Thì xin đại biểu cho chúng tôi sẽ cùng phối hợp Bộ Y tế cho tổng hợp ngày sau. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin mời đại biểu L30 Phan Thái Bình, đoàn Quảng Nam tranh luận. Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai F16, đoàn thành phố Hà Nội chuẩn bị tranh luận lần này. Vâng, xin cảm ơn chủ tọa phiên họp. Kính thưa Bộ trưởng, qua câu trả lời của Bộ trưởng thì tôi cơ bản đồng tình thôi về vấn đề thu hút các nguồn lực, đặc biệt là thu hút doanh nghiệp đầu tư vào miền núi đồng bào thiểu số. Tuy nhiên thì qua cái ý này thì nó lại nảy sinh ra hai vấn đề tôi muốn trao đổi và nghe thêm quan điểm của Bộ trưởng. Thứ nhất thì tôi đồng tình với cái việc là ngoài những cái chính sách của Trung ương thì các địa phương có những cái chính sách về đất đai và tín dụng. Tuy nhiên một vấn đề đặt ra đấy, nếu như địa phương thì tùy từ nguồn lực từng địa phương có chính sách thì nó sẵn lấy một cái tình trạng là mỗi địa phương sẽ có chính sách khác nhau, nó không đồng bộ trong cả nước. Vấn đề thứ hai liên quan đến đất đai, đặc biệt nếu các địa phương mà có những cơ chế ưu đãi mà chắc vượt trội hơn quy định của Trung ương, hơn quy định pháp luật thì lại vướng quy định pháp luật. Cho nên là vấn đề đặt ra ở đây là tính đồng bộ. Cho nên tôi rất mong là Bộ trưởng phải nghiên cứu thật kỹ vấn đề này nên như thế nào và hướng dẫn cho địa phương. Có cho phép địa phương những cơ chế ưu đãi vượt trội so với quy định pháp luật được không? Như vậy là vi phạm pháp luật. Cho nên đây là vấn đề rất khó và rất vướng hiện nay. Rất mong Bộ trưởng nghiên cứu thêm những cái này để có cái đề xuất trong thời gian tới những cái chính sách của Trung ương, thậm chí sửa đổi pháp luật nó đồng bộ. Vấn đề thứ hai liên quan đến cái sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số đối với cái vùng núi, thì Bộ trưởng có nêu một vấn đề là sắp tới sẽ đề xuất sửa đổi cái luật lâm nghiệp theo cái hướng là tạo điều kiện cho các cái rừng đặc dụng được trồng các cái cây dược liệu tán rừng. Đây là vấn đề đặt ra trong thực tiễn, nhưng mà hiện nay nó chờ sửa luật lâm nghiệp thì nó còn rất là lâu. Thì tôi đề nghị là theo quan điểm Bộ trưởng, ngay tại cái kỳ họp này chúng ta đưa vào nghị quyết Quốc hội kỳ họp này cho phép các cái địa phương có thể là tận dụng cái sinh kế dưới tán rừng để trồng các cây dược liệu, đảm bảo sinh kế vừa quản lý bảo vệ rừng có được không? Xin bày tỏ cái quan điểm của Bộ trưởng về này. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, đoàn thành phố Hà Nội tranh luận. Kính thưa Bộ trưởng, tôi chỉ xin phép trao đổi lại như thế này thôi. Bộ trưởng có nói hết 2022 đã hoàn thành xong việc ban hành văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Tại báo cáo số 100 ngày 1 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ đã nêu rất rõ, đến thời điểm hiện nay, Ủy ban dân tộc chưa hoàn thành xây dựng văn bản, ban hành hai văn bản hướng dẫn chậm, gồm tiểu ban 1, tiểu ban 9, tiểu ban 2 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số. Việc ban hành thông tư hướng dẫn nhiều nội dung còn rất chậm, một số văn bản quy định hướng dẫn nội dung các chương trình trái quy định của pháp luật. Ở đây cụ thể là trái quy định của đầu tư công, luật đầu tư công, chưa có sự thống nhất, chưa phù hợp thực tiễn.
Đây là báo cáo mà gửi đoàn giám sát của Quốc hội được phát hành ngày 1 tháng 4 năm 2023. Thế vì vậy tôi chỉ muốn nói là Bộ trưởng cần sâu sát hơn để đưa ra những cái thông tin cho cử tri cũng như đại biểu được biết. Vấn đề thứ hai là về cơ cấu sử dụng nguồn vốn. Thì ở trong nghị quyết 120 của Quốc hội nêu rất rõ nhiệm vụ đó là tăng chi đầu tư. Thế và khi mà trình Quốc hội thì các đại biểu Quốc hội tại khóa 14 đã nêu rất rõ là nguồn lực có hạn thì cần phải đến với người dân thông qua những sản phẩm cụ thể, hạn chế việc chi thường xuyên, trong đó hạn chế tối đa việc hội thảo, tư vấn. Thế nhưng mà khi đọc báo cáo của Chính phủ thì chúng tôi thấy cái cơ cấu này chưa hợp lý, không chỉ ở một dự án của Hội Liên hiệp Phụ nữ mà ở rất nhiều các hợp phần khác, thì cũng kính mong Bộ trưởng quan tâm để làm sao trong cái lúc mà nguồn lực có hạn thì đến được với đồng bào dân tộc, những người hiện nay đang sống trong điều kiện hết sức khó khăn. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Do thời gian sắp hết rồi, tôi xin nêu thêm một số các cái câu hỏi. Và đến sáng ngày mai thì Bộ trưởng sẽ trả lời hai nội dung mà hai đại biểu tranh luận và các câu hỏi luôn. Và một số cái nội dung có liên quan đến cả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới nữa. Thì sáng ngày mai thì Bộ trưởng chỉ còn lại là 50 phút. Chúng tôi cũng đề nghị là dành cho Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khoảng 10 phút trong 50 phút đó, để phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề mà đại biểu quan tâm đối với chủ đề này, cũng như là cái việc triển khai cả đồng bộ ba chương trình mục tiêu quốc gia. Xin mời đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn Hòa Bình đặt câu hỏi. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi tới Bộ trưởng hai câu hỏi. Câu thứ nhất, hiện nay chủ trương đường lối của Đảng về công tác dân tộc được thể chế trong nhiều văn bản khác nhau. Theo báo cáo số 205 của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2022, thì có tới 99 bộ luật và luật với gần 300 điều khoản quy định liên quan đến chính sách dân tộc. Đề nghị Bộ trưởng cho biết là các cái quy định về chính sách dân tộc tản mát trong nhiều văn bản như vậy thì có khó khăn gì không? Và Bộ trưởng có giải pháp gì? Câu thứ hai, thời gian qua, việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đã được các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên vẫn gặp khó khăn về các cái văn bản hướng dẫn, do đó việc triển khai không thống nhất, đồng bộ, khó khăn trong lồng ghép các chương trình dẫn đến manh mún, chưa thật sự hiệu quả, nhiều nội dung không thực hiện được. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp để khắc phục tồn tại trên. Xin hết ý kiến. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Đoàn Hà Nội nêu câu hỏi. Đại biểu Trần Văn Tiến, Vĩnh Phúc chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng. Việc phân định miền núi, vùng cao theo các quyết định công nhận của Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc qua các thời kỳ chủ yếu mới căn cứ theo độ cao so với mặt nước biển, chưa phản ánh chính xác sự khác biệt giữa các vùng miền địa phương, cả về điều kiện, địa lý, địa hình và trình độ phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, từ năm 2018 đến nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nhiều nghị quyết, kết luận, giao Chính phủ, cụ thể là Ủy ban Dân tộc, rà soát, đánh giá, nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phân định miền núi, vùng cao, làm cơ sở cho việc thực hiện các chính sách, yêu cầu quản lý nhà nước, trong đó có việc xác định tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị và trực tiếp phục vụ cho việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn sắp tới. Tuy Bộ trưởng có thông tin là tháng 9 sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, song đề nghị Bộ trưởng cho biết việc chậm ban hành tiêu chí phân định miền núi, vùng cao thuộc trách nhiệm của cơ quan nào, của Chính phủ, của Ủy ban Dân tộc hay của cơ quan tổ chức nào khác, và tiêu chí về địa bàn có còn phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước nữa hay không? Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn Vĩnh Phúc nêu câu hỏi. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, Đoàn Lâm Đồng chuẩn bị. Kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi tới Bộ trưởng hai câu hỏi. Câu 1, để thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã ban hành nhiều văn bản theo thẩm quyền. Xin Bộ trưởng vui lòng cho biết Bộ trưởng đánh giá như thế nào về chất lượng và tiến độ việc ban hành các văn bản để thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia nói trên. Câu 2, theo báo cáo thì việc thực hiện một số nội dung chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi gặp nhiều khó khăn vướng mắc như giải quyết đất ở, đất sản xuất, việc huy động và giải ngân vốn đầu tư, v.v. Bộ trưởng vui lòng cho biết, 1. Tính khả thi của việc huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình, 2. Đánh giá khả năng về giải ngân vốn đầu tư và kết quả thực hiện các mục tiêu chương trình đến năm 2025. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, Đoàn Lâm Đồng nêu câu hỏi. Đại biểu Nguyễn Anh Chí chuẩn bị.
Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi có một câu hỏi dành cho Bộ trưởng như sau. Theo thông tư số 02 của Ủy ban Dân tộc về việc đào tạo dự bị đại học thực hiện theo quy trình khép kín từ dự bị đại học lên đại học và được thực hiện theo phương thức ký kết hợp đồng đào tạo với cơ sở giáo dục đại học với nguồn kinh phí ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay với chính sách tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy thì việc bố trí việc làm cho đối tượng này sau khi đào tạo xong là hết sức khó khăn. Vậy, quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề trên như thế nào? Với phạm vi trách nhiệm của Bộ trưởng, thì giải pháp nào để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đã được đào tạo nói trên? Xin hết, xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu cuối cùng đặt câu hỏi trong ngày hôm nay, đại biểu Nguyễn Anh Chí, Đoàn Hà Nội. Xin cảm ơn Chủ tịch. Tôi đã rút để nhường những người khác mà được Chủ tịch cho phép thì lại xin được đặt câu hỏi. Kính thưa Bộ trưởng, ngôn ngữ, tiếng nói của một dân tộc là tài sản vô giá của mỗi dân tộc, là âm giai độc đáo, đặc trưng của mỗi dân tộc, tạo nên bản nhạc ngôn ngữ đa sắc đại dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ người các dân tộc không dùng, thậm chí là không biết ngôn ngữ của dân tộc mình. Quan điểm của Bộ trưởng, Ủy ban Dân tộc trước hiện tượng này, và Bộ trưởng có biện pháp gì để làm tốt hơn việc học tập, sử dụng và gìn giữ ngôn ngữ các dân tộc? Xin trân trọng cảm ơn. Làm cơn cảm ơn đại biểu. Chương trình chất vấn đến chiều nay thì tạm dừng ở đây. Xin Quốc hội nghỉ và mai chúng ta sẽ tiếp tục chương trình của Bộ trưởng.